Con nói Quang nghe nè, sáng giờ Quang đi chắc con thấy Quang mệt lắm rồi phải không? Theo ta thì ngươi mệt chứ không phải ta. Muốn nghỉ chân phải không? Quang đúng là thông minh á. Con nói có mấy câu mà Quang đã hiểu rồi đó. Mà Quang ơi, con nói Quang nghe nè, sao mình không ở công đường đi rồi có ai kiện cáo gì á, rồi mình xử cho nó khỏe, chứ đi lang thang vậy mệt muốn chết luôn á. Không đi thì làm sao hiểu thấu dân tình, không tận mắt thấy thì làm sao mà xử việc công bằng đây. À mà Quang ơi, con nói Quang nghe cái này nè. Tại mấy đời Quang trước á, miễn có vụ gì á mà nổi cộm á, triều đình để ý tới á, thì mấy quan kia mới di hành, chứ bình thường á còn khuya á, như thằng nào không bắt đó về quýnh sặc máu cào đệm, nó đau quá rồi cũng khai à. Vậy mới có vô số vụ quan sai. Thôi không nói nhiều, còn ngươi nữa, bỏ rượu đi, lo mà rèn luyện thân thể nữa. Nghe nói là chiều nào á ngươi cũng nhậu bét về với các quan chức viện ở trong làng chứ gì. Không thay đổi là ta thay người khác á. Xin lỗi Quang à, con bỏ Quang được chứ không bỏ rượu được đâu. Ngươi nói cái gì? Con lộn, con chỉ vì Quang mà thay đổi. Nhưng mà cái gì muốn thay đổi á, phải có từ từ, phải có quá trình chứ Quang. Thấy không, giống như là hôm bữa thay đổi ngân sách triều đình đó, tự nhiên các cái cục á, Quang thấy sốc không? Thôi, ngươi không có lèm bèm nữa nha. Ngươi có thấy ngôi chùa trước mặt đó không? Ta muốn ghé đi xin miếng nước mưa, cho ngươi nghỉ chân chốc lát luôn đó. Dạ, Quang đúng là thương lính, mình đi Quang. Cẩn thận cái miệng của ngươi đó. Đã di hành, còn một tiếng gọi Quang, hai tiếng gọi Quang, còn giấu được ai? Dạ, con biết rồi Quang. Ê, lão gia. Mời thí chủ. Dạ, đa tạ sư ông. Thầy tớ tôi tính ghé đây nghỉ chân bên ngoài, ai ngờ được tiếp đón chu đáo quá, đa tạ. Chỉ là chén nước sôi, thí chủ đừng bận tâm. Xin mời. À, dạ. Mô Phật. À, dạ. Dạ thưa thầy, số tiền trùng tu chùa đã bị mất, giờ tính sao thầy? Mất rồi thì thôi, đóng cửa, chẳng lẽ cấm luôn người ngay lễ Phật? Mô Phật, vậy mình có nên báo quan không thầy? Không, không báo. Ta không muốn xây nhà làm kinh động cửa chùa. Mô Phật. Chào thí chủ. Hình như trong chùa đang có sự. Chẳng giấu gì thí chủ, chùa đang có một số bạn kha khá tính sửa sang lại đại điện hậu liêu. Ai ngờ trộm đã vô lấy hết. Giờ mấy đệ tử có ý tạm đóng cửa chùa để tra xét, nhưng toàn huynh đệ đồng đạo với nhau, làm vậy coi sao được. Vậy là gặp đúng người rồi. Hình như là thầy không có ý định báo quan. Đã không tra xét lẫn nhau, mà lỡ lòng nào báo quan cho lính tráng ập vô tra xét, làm kinh động thiền môn, tai tiếng Phật tử xa gần. Thầy có nghi cho ai chăng? Mô Phật. Nghi ngờ vô căn cứ là gây nghiệp ác. Kẻ nào phải đan tâm lấy trộm tiền của chùa, chắc cũng phải ăn năn hối hận lắm rồi. Nhưng thầy không muốn tìm lại số bạc để sửa sang tu bổ lại chùa sao? Hồi nãy thí chủ đây nói gặp đúng người đó thì hình như thí chủ có kinh nghiệm trong chuyện này. Ông là? Tôi chỉ là người trong nhà, thi thoảng cũng xảy ra chuyện này chuyện nọ, nên hiểu tâm trạng của người mất của. Kẻ gian dù kính kẻ bao nhiêu thì cũng là kẻ gian, thế nào cũng có chỗ hở. Biết được nhà chùa có ý định sửa sang, lại biết đích xác chỗ giữ tiền, chỉ có người quen. Thí chủ nói cũng phải. Tôi thấy như vậy. Nơi đây là nhà chùa, nơi thiêng liêng có Đức Phật chứng giám. Sao sư thầy không cầu Phật giúp cho? Cầu Phật thì ngày nào nhà chùa không tụng niệm chăm chỉ? Không phải tụng niệm mà là nhờ ngài giúp cho. Đức Phật có phép
làm cho kẻ gian phải lộ mặt. Có chuyện đó thiệt sao? Không tin thì sư thầy cứ thử. Quan quan, quan nói thiệt không quan. Nãy quan nói á, người nào ăn cắp á, khi cầm hạt thóc lên á, thì hạt thóc sẽ nảy mầm, phải không quan? Ngươi có bao giờ thấy ta nói sai cái gì chưa? Dạ, thì con biết quan là người xử lý tài tình rồi, nhưng mà con hỏi thiệt quan nghe, lỡ mà quan cho mấy cái người ở trong chùa này nè cầm thóc lên mà hạt thóc không nảy mầm thì sao? Thì là chưa đúng thủ phạm chứ sao? Bởi vậy con thấy vô lý quá. Trước giờ con có nghe vụ này đâu. Chờ đi rồi thấy. Sư thầy cho biết trong chùa bất bạc, nghe qua ta chắc chỉ có người trong nhà hoặc hay tới lui nhà chùa thôi. Trước trời đất, trước Phật, mỗi người nắm một nắm thóc. Thóc này đã ngâm kỹ rồi, vừa cầm vừa đi quanh đại điện, vừa niệm chú. Phật biết rõ ai lấy ai không, ai vô tội thì thôi, còn ai lấy á thì Phật sẽ cho nắm thóc nở mầm trong tay kẻ đó ngay tức khắc, gian ngay tức khắc phơi bày. Còn bây giờ các ngươi hãy làm đi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thí chủ, ta hỏi thiệt, thóc chỉ ra kẻ trộm thiệt sao? Đó, lão già thấy chưa, đến sư thầy còn không tin huống chi là con. Nếu thực sự là kẻ trộm, nhất định thóc sẽ lên tiếng. Theo ta nghĩ, để thóc nảy mầm thì cũng phải mất vài ngày chứ. Dạ đúng rồi lão già, chẳng lẽ mình ở đây đợi hoài? Lão già ngồi còn đỡ chứ còn con đứng mỏi chân muốn chết luôn á. Lẹ thôi, gặp đúng người thóc sẽ cho kết quả ngay lập tức, vậy mới là phép lạ. Nếu đúng như vậy thì quả là phép lạ. Lão già nói sao chứ, thóc á phải có đất nè, rồi có phân tro nè, có nước rồi mới nảy mầm được, chứ thóc để trong lòng bàn tay làm sao nảy được. Con thấy vô lý lắm á. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ngươi nói không sai, nhưng ta đã có kết quả rồi. Kết quả? Tất cả dừng lại. Ngươi lấy số tiền đó đúng không? Khôn hồn thì khai ra, nếu không muốn tội nặng. Xin thí chủ chớ có vu oan cho tôi mà mang tội. Thóc của tôi đâu có nảy mầm. Phải, thóc không nảy mầm. Những người không lấy tiền, lương tâm họ thanh thản, không có gì phải lo lắng. Người ta biết chắc hạt thóc của người ta không bao giờ nảy mầm. Cứ vậy mà đi. Chỉ có ngươi có tật giật mình, sợ thóc nảy mầm, cứ lâu lâu lại hí ra giòm. Ta nói có sai không? Xin trụ trì tha tội. Xin trụ trì tha tội. Con đã trót dại lấy tiền của chùa. Hằng đêm con ngủ, con cứ giật mình lo sợ. Hôm nay con xin trả lại số tiền cho chùa. Xin thầy tha tội. Xin thầy tha tội. Công nhận ông xử hay. Cao kiến thiệt. Ta cũng chỉ muốn thu hồi số bạc để tu bổ cho chùa. Chuyện này coi như xí xóa. Dạ, con xin đội ơn sư thầy. Con xin đội ơn sư thầy.
quả là duyên lành. Tự nhiên gặp được thí chủ ngay lúc xảy ra chuyện lớn, đúng là phước lớn, đa tạ thí chủ. Vậy giờ mình về hả quan? Vậy ra đây ngài là? Cái tên hầu đầu này quả đáng cho mấy hèo, có bao nhiêu đó cũng không giữ mồm giữ miệng nổi. Dạ, tại con lỡ lời, con biết tội con rồi. Thầy ráng nói đỡ giùm con một cái, là tại trước giờ quan sử trong công đường không mà riết làm con mất bí. Thích giả dạng di hành vậy để giúp dân, rồi xem ai khiếu nại quan sử cho, rồi quan sử lưu động miết con đi theo mà muốn chết luôn. Thì ra là vậy. Xin bỏ quá cho bần tăng thất lễ, không đón tiếp cho ra hồn. Nhưng hạt này mà có một vị quan tài giỏi và công tâm như ngài đây thì quả là hồng phúc đại phúc. Thầy quá khen rồi. Thôi xin cáo từ. A-di-đà-phật. Dạ, A-di-đà-phật. Ta đi. Dạ. Khi nào có đứa nào bắt mất không trời? Chút. Mẹ ơi, mẹ ơi. Sao con? Có tìm thấy không? Dạ không có mẹ ơi. Con tìm hết rồi. Trong bếp cũng có, ngoài mương cũng có luôn mẹ ơi. Trời ơi. Vậy là chắc chắn có đứa âm binh cô hồn nào bắt mất rồi. Chứ đâu có khi nào nó đi ra khỏi hàng rào nhà mình đâu. Vậy lấy gà đâu mà làm cúng ông hả mẹ? Mẹ sẽ đi kiếm một vòng nữa. Tao mà kiếm không ra đó là tao chửi cho chóc bồ mã ông bà tụi bay hết. Thôi giờ quay đi quay lại một cái là mất tiêu con gà rồi. Chắc chắn là có đứa vô nhà nó bắt rồi. Trời ơi là trời. Mồ tổ cha mày, đứa nào mà bắt con gà của tao đó thì trời đánh thánh vật nghe. Cái dòng họ nhà mày ngồi ăn cơm đó là thiên lôi quánh một cái đùng, nguyên cả nhà đen thùi như con chó thùi hả? Đó, ăn con gà của tao vô nghe. Là voi giày ngựa xé, đi ghe thì chìm ghe, lên xe bò là bánh xe bò nó cán cho lòi ruột nghe. Tao nuôi á thì nó là con gà, mày ăn vô đó là nó thành lòng dược. Cả dòng họ nhà mày ruột thối ruột phình lên nghe. Trời ơi, nó nuốt chổng con gà của tôi rồi. Trời ơi là trời. Tôi nuôi con gà để cúng cha tôi mà. Tại sao bây giờ mình nỡ lòng nào mà bắt con gà của tôi mà ăn vậy trời ơi? Ai mà bắt? Ê, Quang ơi, sao mà ồn ào quá? Không lẽ đánh nhau? Hình như là một vụ mất cắp. Trả lại con gà cho tôi đi nha. Đi. Dạ. Ủa cha, thịt gà mình ăn là của bà hả cha? Vậy bà chửi mình hả cha? Trời ơi, cha cứ nín luôn mày. Ôi là mực xanh mực vàng luôn ha. Tao nói cho tụi bay biết nè. Trời ơi, tao mua con gà mà dòng họ nhà mày ăn vô là nó thành độc dược nè. Thối ruột, thối gan, chết chùm, chết bờ, chết bụi nè. Trời ơi, tao nói tao nuôi con gà tao dỗ cha tao mà. Nỡ lòng nào mà lấy mà ăn vậy? Cái gì? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì nãy giờ chửi ông ống rồi không nghe sao hỏi? Trời ơi, bà này láo. Bà có biết đây là ai không? Đây chính là Là ai không cần biết ha. Bây giờ chọi con gà vô trong mặt tôi trả lại đi rồi hãy nói. Còn không thì né ra chỗ khác cho người ta chửi. Nghe chưa? Tại đây đứa nào mà nó bắt con gà trời tao ơi làm gì thế ghê. Mất gà mà làm ơn vàng ra tao mới chịu. Chửi quá trời chửi ghê quá. Cái bà này hả? Đúng khỏe nè. Chửi từ sáng tới giờ mà âm thanh vẫn còn tốt. Tao khỏe tao yếu gì mắc mớ vậy ông nội mày hả? Giờ mày nuôi con gà mày cúng ông nội mày, mà tới ngày đốt nhang mà con gà nó biến mất, mày nổi điên không? Hả? Mày nổi điên không? Mày có đi ra đường mày chửi như tao không? Nè, gì? Đầu đuôi câu chuyện ra sao? Đầu đuôi gì nghe khúc giữa vậy biết rồi. Bà nín. Bà đúng là có mắt mà không trồng mà. Đây là quan huyện sở tại di hành đang hỏi bà đó. Bà cứ kể lại đầu đuôi đi, rồi để quan xử. Quan quyền cái gì?
Nhìn mặt mà biết quan rồi. Quan là tôi trời ơi, cái bà này kỳ cục gì. Má không có từ ai đâu. Dạ. Dạ bẩm quan. Dạ đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Dạ số là con có nuôi một con gà để dành làm đám giỗ cha con. Vậy mà tự nhiên tới ngày đám giỗ cha con, cái tự nhiên con gà nó biến mất quan. Trời ơi, không có gà cũng cha con, con phải tức chứ. Mà con tức con phải chửi nhau. Mà con chửi. Chửi thì về nhà chửi. Ra đường chửi như vậy á, mang tội gây rối trật tự nơi công cộng. Mà tôi nói bằng nghe nha, về nhà chửi thì chửi nhỏ thôi, chứ mà chửi lớn quá là mang tội làm điếc tai hàng xóm. Đúng, hiểu chưa? Đúng rồi. Ủa luật kỳ vậy. Ủa ngon sao không xử thằng ăn cắp đi. Tôi là người bị hại mà. Trời ơi, tôi mất của tôi phải chửi cho. Không chửi rồi tức quá rồi học máu chết rồi sao. Nè, bà có nghi ai không? Dạ con đâu biết ai đâu nghi quan. Con chửi phong long vậy đó. Chửi mà chúng thằng nào nó ăn con gà của con, nó học máu nó chết rồi con mới chịu. Ta nói thằng nào mà ăn con gà của tao nha, đi đằng đông là chết đằng đông, mà đi đằng tây là chết đằng tây. Ta nói nó ăn vô là nó lòi bản họng ra mà chết nha. Lòi nè, chửi vậy đủ chưa? Mấy người nghe ta hỏi, sáng giờ á bị chửi có bị rát tay không vậy? Dạ có. Biết rằng á, của đau con xót, nhưng mà mất của không báo quan phân xử, mà lại ra đường chửi bới làm kinh động làng xóm như vậy, có đáng tội hay không? Dạ đáng chứ quan. Con bị mất của mà quan, tội gì đâu. Im đi. Đáng tội á thì phải trị tội. Ủa, các ông các bà, ta cho phép mỗi người giả mụ này một cái cho chừa cái thối hồ đồ. Ủa gì kỳ vậy quan? Ủa quan nói thiệt luôn á hả? Con làm gì đâu biểu người ta giả con quan? Quan xử vậy con không phục nha, không phục nha. Xử vậy là con kiện à, kiện lên tới phủ lên tỉnh luôn à, con kiện à. Lên kinh luôn cũng được. Ngươi kiện ta đi hầu. Nhưng bây giờ á, ta ra lệnh các ngươi ai không giả thì bắt lên quan. Dạ là gì quan? Giả là tát hả quan? Hình như quan xử hơi kỳ á, con thấy cũng tội bả. Tội quá chứ. Đúng rồi, bị mất của còn bị đánh tập thể nữa, tội bả chứ. Tội nghiệp cái gì vậy mới đáng. Trời ơi, thể ăn cắp á là đã chửi người ta vậy á, còn gì là thể thống nữa. Sao còn đứng đó? Mọi người muốn bị bắt hả? Quýnh thiệt luôn á hả? Đánh đi. Hồi nãy tôi nói bà có một câu, bà chửi này chửi nọ, bà đừng có trách tôi nghe chưa? Quỳ xuống. Ủa, con tội gì mà quỳ quan? Quan cho con tát bà ta mà. Ta bảo ngươi quỳ xuống. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Ngươi còn giờ dịch tới khi nào nữa đây? Thú tội đi. Ngươi bắt con gà có đúng không? Dạ dạ, con không có ăn cắp con gà. Con thề có trời luôn á quan. Thôi, tha cho cha con đi. Nhà con hết đồ ăn nên cha mới bắt con gà cho con ăn. Tại không có ai kêu cha con làm thuê hết á. Dạ, quan tha cho cha con đi quan. Hèn chi, ai mà ngờ lối xóm liền dách mà cư xử vậy đó hả? Cư xử với tao vậy đó hả? Dạ con lại quan. Con lại quan tha cho con đi quan. Dạ con biết tội rồi. Dạ quan ơi,
Thôi để con đi làm, con kiếm tiền con mua gà trả lại cho bà. Chứ bây giờ Quang mà giam con á là không có ai lo lắng cho con của con hết đó Quang ơi. Thương cho con, con Quang ơi. Thôi được rồi, hắn đã nói như vậy thì bà nên tha cho hắn một cơ hội để bà còn được nhận đền bù. Bà thấy sao? Trời ơi, đây nè, nó hột cơm không có ăn, phải đi ăn trộm gà, lấy cái gì mà đền bù. Thiệt tình. Quang, con đợi ông Quang. Dạ, con đợi ông Quang. Con đợi ông Quang. Ông Quang hay thiệt. Hay thiệt. Tích tắc thả xong rồi. Thôi 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 thôi. Bãi đường. Lộn lộn. Mọi người giải tán đi ha. Dạ tạ ơn Quang. Con ở nhà coi nhà cho mẹ. Mẹ đi công chuyện chút nha. Mẹ ơi, nhà hết gạo rồi, lấy gì nấu đi mẹ? Con đừng có lo, tấm vải này mà khô á, cái mẹ đem ra chợ bán, rồi mẹ mua ít gạo với ít ruốc cho con nghe. Vậy có cơm ăn rồi, mà còn có đồ ăn nữa. Ừ, bây giờ mẹ đi lấy chỉ, một lát nữa trời mưa con lấy tấm vải vô cho mẹ nghe không? Dạ. Sôi chi, nó ăn giọng hết rồi. Ủa vậy là hồi thắp nhang không cho ông nội hả mẹ? Mẹ hỏi hoài à, nín đi. Vậy sao mẹ không đi bán giải đi? Giải đâu bán? Thấy mấy bữa nay tao đi bằng cỏ mướn không? Có thời giờ rảnh mà dệt miếng nào đâu bán. Bực mình. Sáng giờ thấy thím lụa đi đâu không? Hồi nãy con nghe thím nói là đi mua cái sợi. Cái sợi gì đó? Đi mua sợi hả? Dạ. Chị lại rút giải của em. Đâu rút giải của mày đâu. Chứ cái gì phình phình ở trong bụng chị đó? Giải của tao phơi khô tao rút vô thôi. Tôi nói cho chị nghe nha, rõ ràng cái giải này là của tôi. Tôi phơi đây, bây giờ chị nói là của chị. Chị dệt hồi nào mà chị nói là của chị? Ủa tao dệt hồi nào mắc mới gì tao nói với mày hả? Cái hàng rào này là hàng rào chung ha. Giải tao phơi lên khô tao lấy vô, thấy của người ta là nhận đại à. Được, nếu như chị nói vậy á thì tôi với chị Linh Quang nói chuyện. Trước sau gì á cũng phải khai với Quang thôi. Tao làm gì phải lên Quang? Mày muốn lên lên nè. Tao đâu sợ gì mày đâu. Vậy thì tôi với chị Linh Quang. Lên lên nè. Hai người á, đợi nó đi. Quang ra Quang xử cho. Dạ bẩm Quang. Dạ bẩm Quang, hai người này á tranh giành nhau tấm giải. Mong quan đèn trời soi xét, mong quan xử xem coi ai là chủ nhân thật sự của tấm vải này. Chị Thư Quang, tấm vải sao? Dạ, đưa ta xem. Dạ đây ạ. Nội tình thế nào, nói ta nghe. Dạ bẩm quan. Ngươi là ngươi sao? Dạ bẩm quan, dạo này con xui xẻo làm sao á, bị đáo tụng đình hoài à. Nhưng mà chuyện này thôi để cho nhỏ này nói trước đi. Nói trước nói sao vậy cũng vậy à. Sự thật cũng là sự thật à. Nói đi. Dạ bẩm quan, khúc vải đó con phơi ở bờ rào, định bữa nay đem ra chợ để đổi ít gạo với ít đồ ăn cho tụi nhỏ. Ai ngờ chị Tam ở đây á nhận luôn là của chị.
Con có nói cách nào á thì chị cũng không trả lại cho con hết đó. Dạ, Quang biết chuyện của con rồi đó. Con mới vừa gặp chuyện xui xẻo, không lẽ bây giờ con đi lấy đồ của nó? Con nhỏ này mới là ăn cắp nè. Cái miếng vải đó đó là chính tay con dệt, con đem ra hàng rào con phơi. Lúc mà con ra đi chợ á, con bắt gặp nó. Nó ra nó nhìn trước nhìn sau, không thấy ai hết. Nó rút cái tấm vải của con, nó tính đem vô nhà nó. Cái con thấy, con la lên. Cái nó quê quá, nó quay lại, nó la ngược lại con. Nó nói con cắp đồ của nó. Dạ, chuyện là vậy á Quang. Vậy là hai người đều cùng phơi tấm vải ở hàng rào. Dạ. Nhưng mà hàng rào nhà ai? Dạ thưa Quang, đó là hàng rào chung. Dạ, hàng rào ở giữa nhưng mà con dựng. Thôi được rồi. Lúc các ngươi phơi vải có ai nhìn thấy không? Mỗi ngươi tìm một người làm chứng cho ta. Dạ. Dạ thưa Quang, lúc mà con phơi vải á, ở trong làng không còn ai hết. Mọi người ra đồng hết rồi, vắng lắm. Dạ con này nó khôn lắm nè. Nó canh, nó biết con phơi hồi lúc sáng sớm, không có ai thức dậy, đâu ai thấy đâu, nên nó nói vậy á. Linh. Dạ. Giờ hai ngươi á, dẫn người của ta về nhà xem xét. Và phải đưa ra cho được khung cưỡi, chỉ và màu nhuộm. Lúc đó những chứng cứ cho thấy chính người nào sẽ dệt ra tấm vải đó. Dạ Quang. Mẹ Châu. Châu ơi. Dạ. Mẹ Châu. Dạ mẹ. Ra biểu. Một hồi nữa lính tới á, con phải nhận miếng vải đó là mẹ dệt nghe chưa. Không là mẹ bị người ta bắt tống ngục đó. Nhưng mà đó là vải của cô Lụa mà mẹ. Sao mẹ bắt con làm chứng gian? Cô Lụa tốt với mẹ vậy mà. Mẹ dặn vậy thì nghe đi. Chuyện chẳng đặng đừng thôi. Không thì lấy về của ông nội. Tại thầy của con dạy là hả, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đâu phải mình mất con gà rồi mình lấy lại của người ta đâu. Rồi bây giờ đứng đó dạy tôi hay làm sao? Bây giờ muốn tôi bị tống ngục hả? Thôi con không biết đâu. Mẹ làm gì mẹ làm đi. Trời đất ơi. Nè mẹ Châu. Trời đất ơi nè. Đất ơi, con với cái thì... Đừng. Tôi nói cho bà biết, ở bên kia người ta chân đủ khung dệt, chỉ dệt, màu nhuộm. Còn bà, nếu có lấy á thì nhận đi, để quan còn niệm chuyện cũ mà xét xử nhẹ cho. Trời ơi chú lính à, chú nói vậy khác nào chú nói tôi là đồ ăn cắp. Chú nỡ lòng nào mà chú nghĩ quan ức cho tôi vậy chú lính? Lúc mất gà bà hung dữ, bà chửi bới lung tung lắm mà. Sao giờ như cũng bún thiêu vậy? Nếu không lấy á, bà dệt miếng vải đó từ khi nào? Có gì làm bằng chứng? Có đầy đủ luôn hả? Tình hình sao rồi? Bẩm báo ta nghe. Dạ bẩm quan, đúng là bà kia vừa cướp vừa la làng ạ. Lấy gì để ngươi nói người ta ăn cắp? Dạ bẩm, nhà của cổ có đầy đủ khung dệt, tơ màu, không thiếu thứ gì. Chính con của cổ cũng nói là mẹ của nó dệt ra. Còn ngươi, ngươi tìm thấy thứ gì? Dạ bẩm quan, như vậy thật là kỳ lạ. Con tới nhà bà ta cũng thấy khung dệt, chỉ, màu nhuộm. Con bà ta cũng nói tấm vải này chính bà ta dệt ra. Sao chị làm vậy? Chị muốn gì? Tấm vải đâu có đáng là bao đâu. Sao chị cứ nhọc công giờ dịch làm gì? Câu đó tôi hỏi cô mới đúng á. Tôi già từng tuổi này rồi, cô còn làm cho mọi người ở đây nghĩ tôi là đồ ăn cắp. Tôi đau lòng lắm cô biết không? Chị đúng là... Xét thân sắc của hai người này, cả hai đều có vẻ là người bất cấp. Chưa kể người đàn bà kia còn bị tới hai lần. Khó thiệt. Thôi được, ta có cách này. Hai người đều có lý, hai người đều có đủ vật chứng, cả hai đều có vẻ đau lòng. Thôi ta tính như vậy. Tấm vải này giờ ta sẽ cắt làm đôi, mỗi người một nửa, coi như là huề. Về mà lo chí thú làm ăn. Dạ.
Xin đừng xé giải của con mà. Khoan, đừng xé. Trả lại tấm vải này cho cô ấy đi. Dạ bẩm quan, quan nói vậy là... Ngươi đừng có diễn tuồng nữa. Ta biết, ngươi còn biết rõ hơn ta chủ tấm vải này là ai mà. Quan nói vậy là sao? Con có đủ bằng cớ để nói tấm vải này là con dệt ra mà quan. Diễn xuất của ngươi đúng là điệu nghệ, khiến cho ta cũng phải đau đầu. Nhưng có một thứ khiến ta phát hiện ra chủ nhân thật sự của tấm vải. Dạ bẩm quan, nó là thứ gì vậy quan? Nãy giờ con đâu thấy vật chứng gì mới đâu. Chính là tiếng khóc của chị kia. Từ đầu tới giờ chị ta không khóc, nhưng khi tấm vải sắp sửa bị xé ra, chỉ có người làm ra nó mới đau lòng tới mức phải rơi nước mắt. Ta nói có đúng không bà kia? Dạ, con xin cảm ơn quan. Cảm ơn quan đã phân xử phân minh. Con cảm ơn quan nhiều lắm. Trời ơi là trời, tại sao mà tôi chịu oan ức như vậy? Ngó xuống mà coi nè, trời ơi, tôi vừa bị mất công mà vừa bị cướp của, mà còn bị vu oan là ăn cắp nữa nè, trời ơi là trời ơi. Vậy tức là ngươi không phục? Phục cái gì mà phục? Tôi nói rồi á, tôi sẽ đi kiện cho mà coi, tôi không cam tâm cái vụ này đâu. Được, ta sẽ giúp ngươi. Khỏi kiện cáo lung tung làm chi cho mất công. Linh đâu? Dạ. Dạ. Nè bà này xuống, đánh cho 30 heo. Dạ. Ủa quan. Ủa nè 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 nè. Thôi khỏi đánh. Dạ quan ơi. Dạ con chịu, con khai. Dạ cái miếng vải đó là con lấy. Dạ bây giờ con trả lại luôn đó, không thèm đâu. Nhưng mà con quỷ này nó hên à, miếng vải nó lấy lại được. Con gà của con mất luôn rồi. Bị mất cắp rồi lấy của người khác bù lại sao? Rồi bắt con ngươi làm chứng gian nữa. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Ngươi làm như vậy, làm sao dạy con cái đây? Dạ con biết tội của con rồi. Quan tha cho con đi quan. Con khổ lắm rồi á, đừng có phạt con nữa được không? Biết ngươi cũng vì túng thiếu mà làm liều, ta tha cho ngươi đó. Liệu mà tu thân tích đức, về nhà lo làm ăn, đừng bao giờ tái phạm. Dạ đội ơn quan. Cũng tội cho bà Tam quá, tự nhiên rước họa vào thân hả? Chắc muốn kiếm chút tiền dỗ cha mà ra nông nổi. Mình phải đem ít đồ qua bánh cúng mới được. Mừng nhất là mấy đứa nhỏ ở nhà, bữa nay có cơm ăn rồi, đỡ phải hấp cháo loãng nữa. Làm sao bây giờ? Gà của tôi. Bây giờ phải làm sao đây? Rồi gạo đâu mà về nấu cho tụi nhỏ bây giờ? Công nhận á, ra đường á thì thoải mái thiệt, nhưng mà đi bộ riết á, mỏi chân quá quan ơi. Quan còn thường xuyên tập luyện, quan đi không sao, còn con á đi chưa tới một dặm nữa là đôi chân của con muốn đình công rồi. Muốn đi lâu không mỏi thì mỗi sáng sớm á dậy luyện công với ta. Thôi khỏi, giờ đó ngủ ngon nhất. Mà con không hiểu tại sao có mấy người kỳ cục nha. Trời còn tối thui vậy mà kêu mình ra hành xác ngoài sương ngoài gió làm chi không biết, đúng là... Trả gạo lại cho tao đi. Tại mấy đứa, trả lại cho tao đi. Hình như có ai kêu khóc ngoài kia. Lại đó coi sao. Lại đàn bà. Đúng là số con với quan ra được gặp gái lỏng hơn rồi. Trả gạo lại cho tao đi. Ủa, sao thấy quen? Ủa, lại là ngươi sao? Là chủ tấm vải đây mà. Có chuyện gì mà ngươi ngồi đây khóc lóc vậy? Dạ bẩm quan, tự
đám giải của con mất hết rồi. Sao mất? Quan đã sửa cho cô được tấm giải rồi. Bộ bài kia ăn cướp nữa hả? Dạ không, con đi bán giải rồi mua ít gạo về cho tụi nhỏ nhà con, với mua ít nhang đèn về cúng cho nhà chị Tam nữa. Mà đi ngang đây giáp cái cục đất này nè, mà cỏ mọc tùm con đâu có thấy đâu. Giờ bao nhiêu gạo nhang đèn đổ với mương hết rồi. Tội tội thiệt chứ, có chút xíu gạo đem về cho con mà giờ mất hết trơn rồi. Đã nghèo còn mắc cái eo. Nhưng mà cái vụ này á, đâu có ai kiện cáo đâu, rồi không có tội phạm nữa sao xử. Thôi mình đi quan. Có tội phạm. Có tội phạm. Theo như ngươi khai thì hòn đá kia chính là tội đồ đúng không? Cho dù chỉ là cục đá nhưng mà vẫn không qua được kỷ cương phép nước. Ta sẽ vì cô mà bắt hắn bồi thường đầy đủ. Linh, đưa bị cáo về công đường đổi chất cho ta. Con bê cái cục đá này về công đường hả? Không phải là cục đá mà là tên tội phạm. Tội phạm? Nè, ngươi có tuân lệnh tức khắc hay không? Còn đứng đó một hồi á, cả ngươi và hắn sẽ bị trói chung một lượt. Trời ơi, cục đá mà kêu là tội phạm, buồn cười thiệt. Dạ, để con làm. Cứng đầu hả mày? Cứng đầu mày nha. Đa tiên quá. Dạ bẩm quan, cái tên tội phạm này á, nói chung là nó cứng đầu cứng cổ quá. Nói chung là nó cứng đó. Con lay kiểu gì nó con không dám nhích hết á. Ngươi đúng là lì lợm thật. Bà con, phụ với lính của ta đào hắn lên. Dạ ơi, ông qua đào hắn lên kìa. Nè cô tránh ra cho tôi đào nè. Ừ, lẹ lẹ đào hắn lên kìa. Được rồi, vậy ta. Tên này đúng là ly lợm thật. Dạ nó nặng nữa. Lính. Dạ. Đưa hắn về công đường dùng hình, tới khi nào hắn chịu khai mới thôi. Dạ. Có xét xử công khai cho dân chúng coi không quan? Ai muốn coi chỉ cần đóng 30 xu tiền kẽm. Thôi giải tán đi. Dạ. Dạ, dạ. Hãy đi về lấy 30 xu đóng cho quan coi. Cầu trời phù hộ cho quan con đầu óc vẫn bình thường. Cho dù quan con có suy nghĩ nhiều trò kỳ dị, kỳ quái, kỳ cục, kỳ lạ, nhưng mà sửa cục đất lần đầu tiên trong đời con nghe. Ê, ngươi còn đứng đó lại nhảy làm gì? Đem hắn về công đường cho ta. Dạ. Có phải sửa cục đá không vậy? Hay là tốn tiền hảo đó cha? Thì ông cứ nghe đi. Vụ này nghe lạ lạ. Thôi để tôi vô coi sao. Ờ đi đi. Dạ bẩm quan. Tình hình sao rồi? Dạ cũng được khá khá. Tốt, để ta ra đó coi sao. Dạ. Mày công khai. Không khai. Công khai. Công khai. Không khai hả? Không khai không? Ai biết đất đỡ lắm. Mày lợm hả mày? Công khai. Mày dừng tay. Nhiều quá nó chết hả quan? Lần này bổn quan gặp một vụ khó. Theo như lời khai của nguyên cáo cũng như là mọi chứng lý thì tội trạng của bị cáo quá rành rành, không chối đi đâu được. Nhưng có điều bị cáo quá lì, cứ trơ trơ không chịu cung xưng. Ban chức nhất quyết bắt hắn phải bồi thường thiệt hại. Nhưng xét ra cho dù có cưỡng chế thì hắn cũng không có gì trong tay để mà thi hành án. Vậy ban chức nghĩ, hay là số tiền các vị tới đây coi như là giúp người ta một ít mua gạo cho con,
Còn bị cáo bị đánh như vậy là đủ rồi. Ta phóng thích cho hắn về chỗ cũ hay đi đâu thì tùy. Ta xử như vậy có hợp tình hợp lý không hả bà con? Đó, quan xử vậy là hợp tình hợp lý rồi, có đúng không bà con? Dạ, con tạ ơn quan. Dạ, quan đúng là anh minh. Dạ, quan. Bây giờ trả bị cáo về chỗ cũ hả? Đừng kêu con khiêng à, mệt lắm. Được, cho hai lính nó khiêng nghi hút. Dạ. Có ai nhà không? Có ai nhà không? Cứu tôi với. Mở cửa cho tôi vô đi bà. Có ai không? Có ai nhà không? Mở cửa đi. Đào nè, lụa hai chị em mình dệt á, càng ngày càng mướt. Em coi nè, mát tay gì đâu á. Lụa hai người đẹp dệt thì phải mướt thôi. Nếu mà đặt tên cho thương hiệu á thì mình sẽ đặt là lụa mỹ nhân. Lụa mỹ nhân, nghe hay quá à. Thôi đi, đừng có mèo khen mèo dài đuôi nữa. Không phải sao mẹ? Không phải á, mẹ cũng khen người ta khen, lụa đẹp, người dệt cũng đẹp, mẹ không thấy hãnh diện sao? Hãnh diện cái gì? Lớn hết rồi, mau rủ nhau lấy chồng để cho tôi bớt lo giùm cái. Mẹ, hai chị em con sau này á, lấy hoàng tử hết một lượt, mẹ lo gì? Trời ơi, đừng có điên quá. Sao mà điên mẹ? Hai tiểu thơ sắc nước hương trời như tụi con á, thì trừ hoàng tử á, sao không lấy ai hết? Nè, mẹ nói cho mà biết nghe, người ta con quan con tướng kìa. Sắc nước hương trời kìa, giới hoàng tử còn không tới. Trời ơi, hai đứa bay là con dân mạc hạng mà, trèo cao quá té đau. Xuống xuống xuống. Mẹ này, cái đó là chuyện duyên số, làm sao mà mình biết trước được. Với lại á, chị em con mệnh lớn, chắc là phải làm cả hoàng hậu trở lên cơ. Thôi nghe, tỉnh lại giùm tôi một cái. Con đó, con làm chị hai, cứ nhồi nhét vô đầu nó mấy cái suy nghĩ đó không à, riết rồi hư hết à. Ừ, đâu có. Cái này là nó nhồi nhét cho con chứ bộ. Không được, không được rồi. Điều này là phải gả hết. Gả sớm thôi chứ không để được rồi. Mẹ đừng có mắc công. Nếu không phải hoàng tử á thì tụi con không lấy ai đâu. Con đó, con là mẹ gả đầu tiên hết đó. Mẹ, mẹ đừng cho ai khác tới đây coi mắt nha. Tụi con không ra gặp á thì mắt con mất lòng đó. Lậm quá rồi. Đây nè, nay mai nghe, bà mối dẫn người tới coi mắt. Hai đứa phải thay đồ đẹp ra để cho người ta gặp mặt nghe. Dạ, không bao giờ. Con cũng vậy. Nói không nghe lời á, ra khỏi nhà tôi nghe chưa. Công tử đây á là con nhà Thế Việt. Phụ mẫu của chàng đã chấm nhiều đám lắm rồi, môn đăng hộ đối. Cũng là đám tiểu thơ trăm manh dòng dõi. Nhưng tiếng đồn về con gái xinh đẹp của nhà bà đó làm chàng quyết chí phải lấy cho được một cô về làm vợ. Dạ, được làm dâu nhà chàng á, thiệt là phúc lớn cho con gái bà rồi đó. Tôi biết lắm. Tôi đội ơn công tử đã để ý tới con tôi. Để tôi kêu tụi nó ra, rồi công tử ưng đứa nào tiến tới luôn, khỏi cần hỏi ý nó. Khoan đã. Sao vậy được? Tôi muốn nghe ý kiến của hai nàng. Không cần đâu. Tôi cũng có nói sơ sơ với hai đứa nó rồi. Tụi nó đồng ý hết rồi đó. Công tử đừng hỏi gì hết nghe. Dạ. Vậy xin cho gặp mặt. Dạ, dạ được. Hai đứa ra đây con.
Dạ xin chào bà. Chào công tử. Hóa ra tụi này cũng biết nghe lời chứ. Cứ tưởng tụi nó đòi lấy hoàng tử thiệt. Cũng phải, công tử đây cũng đẹp trai, kiểu này mình nhìn còn thích, sao bỏ qua được. Quả là những trang tuyệt sắc. Xin ra mắt hai nàng. Đó, giờ xin công tử cứ lựa chọn. Xin bỏ qua cho. Mẹ, tụi con ra đây á không phải là để cho công tử lựa chọn. Vậy ý nàng là? Con nói vậy là sao? Hả? Hay là một trong hai đứa ưng công tử rồi thì nói. Dạ không, mẹ nói là nếu mà không ưng á thì cút ra khỏi nhà tao. Cho nên tụi con chuẩn bị sẵn hành lý rồi. Hả? Mẹ cho thì tụi con ở nhà chờ ngài lên kinh tìm hoàng tử. Còn không á thì tụi con đi luôn ngay bây giờ. Công tử đừng có nghe tụi nó nói xàm. Các nàng đã nói vậy rồi, ta còn mặt mũi nào nữa. Xin cứu. Công tử đi tìm hoàng tử. Coi được vậy á mà cũng điên hết rồi. Đũa móc mà mày đặt chòi móc son. Hoàng tử hả? Già kén cạn hơn. Dài 3 năm nữa kìa, đến cái thằng đánh dặm á, nó còn không thèm rớ. Ở đó. Sao? Chị hai đứa đi ra khỏi nhà. Đi. Trời ơi, cuồng với cái. Nhận ở đây đẹp thiệt chị ha. Nếu mà ở nhà giờ này chị em mình phải luộc kén kéo tơ nè, làm sao mà mình biết được cảnh đẹp như thế này đâu. Đi chơi sướng thiệt đó. Nhưng mà chị thấy sợ sợ quá Đào ơi. Tối nay mình ngủ ở đâu? Mình còn chưa ăn gì nữa đó. Chị khoan hãy lo, bây giờ mình cứ đi chơi cho đã đi. Mà em nghĩ á, vô kinh thành đó nha, mình phải đi hết một vòng kinh thành rồi sau đó mới đi vô cung kiếm hoàng tử sao. Em nghe nói á, làm hoàng hậu rồi khó đi ra ngoài lắm đó. Phải hả? Mình cứ đi chơi cho đã đi rồi mình làm hoàng hậu sao? Đúng rồi đó. Thích thiệt ha. Đi. Trời sắp tối rồi. Đêm nay mình ngủ ở đâu Đào? Chị đói và mệt nữa. Mình quên đem theo đồ ăn thức uống. Bây giờ có tiền cũng đâu thấy quán xá gì để mua đồ bỏ bụng. Giờ này chắc là mẹ nấu cơm chờ tụi mình về. Chị nhớ mẹ quá à. Chị nhớ cái giường của mình nữa. Chị mỏi chân, chị muốn nằm quá à. Thôi chị đừng có nói nữa. Đã đi rồi thì phải quyết. Có mệt đói cũng không được than gian. Không lẽ mình cứ đi suốt đêm vậy sao? Có vẻ như là mình đã đi lạc rồi đó. Càng đi chỉ càng thấy rừng thôi hả? Thì mình ráng đi, thế nào cũng gặp nhà dân à. Có bóng người chạy qua kìa. Không lẽ là ma? Chị đừng có nói bậy. Rõ ràng chị thấy có bóng người lướt qua. Lỡ lục lâm thảo khấu, cọp bèo, hay là chàng tin ăn thịt người thì sao? Chạy lại đi, chạy lại lên. À.
bên kia có ngôi nhà kìa. Đúng rồi, mình qua đi, lẹ lên. Dạ, cho hỏi có ai nhà không? Dạ, chào ba. Dạ, chào ba. Hai cô gái trẻ đi đâu mà lạc vào rừng giờ này vậy? Tụi con đang trên đường về kinh để tiến cung. Nhưng mà tới đây trời cũng sắp tối rồi. Bà có thể cho tụi con tá túc một đêm được không ạ? Được không ba? Nhà dạ thì chật chội, nếu không chê thì mời vào. Dạ, tụi con cảm ơn. Dạ. Nhà dạ chỉ có một cái giường này. Thôi hai cô tối nay ngủ tạm ở đây. Ủa, có một cái giường thôi rồi bà nằm ở đâu? Thôi không có sao, già cả rồi khó ngủ, ngã lưng ngoài kia được rồi. Bà sống ở đây có một mình hả bà? Bà còn đứa con gái nữa, nó đi buôn vài bữa nữa về giờ. Thôi hai đứa nằm nghỉ đi, để già ra già làm gì cho hai đứa ăn nha. Dạ. Biết vậy ở nhà với mẹ khỏi lấy hoàng tử, cực quá. Chịu cực một chút mà chị em mình sung sướng cả đời, chị đừng có than nữa. Nhưng mà Đào à, em có thấy lạ không? Sao tự nhiên á, giữa rừng sâu mọc lên một căn nhà mà có cái mùi gì nặng nặng á. Còn nữa nha, nhìn giống như là nhà quan vậy đó, không có đồ đạc gì hết trơn à. Thôi, có gì đâu, mình chỉ ngủ nhờ thôi mà. Sao phải thắc mắc nhiều vậy? Mình cứ nghỉ tạm đi, sáng mai mình đi sớm rồi. Vậy đi, vậy đi chị. Cái gì vậy Đào? Chị em mình đã rớt vô nhà của Yêu Tinh rồi. Được làm cho Yêu Tinh thức giấc, mình phải nhẹ nhàng thoát khỏi đây thôi nha chị. Chị nói là cái nhà này kỳ lắm mà chị nghe. Nó nhỏ thôi, thôi mình đi, phải trốn lẹ đi, coi chừng mụ ta giật mình đó. Bụng đói, giờ sẵn có hai con mồi ở đây, mình vô mình ăn cho đỡ đói chứ. Trời ơi,
Nó đâu rồi? Chết tôi rồi. Nó đâu rồi? Nó đâu? Ôi! Ai! Chị có sao không? Mình chạy tiếp đi. Yêu tình đi mày về gió, đuổi kịp chị em mình bây giờ. Chị mệt quá rồi, chạy không nổi nữa đâu. Chị ráng lên. Bây giờ nó có ăn thịt á thì để cho nó ăn đi. Chị đuối quá rồi. Mình bỏ nhà đi là để làm vợ của hoàng tử, chứ không phải để yêu tình ăn thịt. Cố lên chị, mạnh mẽ lên. Đã nói là cái nhà này kỳ lắm mà không có chịu nghe. Trước mắt mình phải trốn được yêu tinh trước đã. Sống rồi kiếm đường sau. Đi yêu tinh, làm ơn tha lời cho tôi đi mà. Làm ơn đi, làm ơn tha mạng cho tôi đi mà. Tôi đi, làm ơn đi mà. Bình tĩnh, làm ơn đi. Đừng lo, ta là một chứ không phải yêu tinh. Đêm khuya các con là con cái nhà ai mà dám đi giữa rừng khuya như vậy? Dạ, chị em tụi con trên đường tiến kinh thì lọt vô nhà yêu tinh ăn thịt người. Tụi con sợ quá bỏ chạy. Yêu tinh sắp đuổi tới nơi rồi đó. Được, nay con cứ đứng yên đó. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu kìa? Có thấy hai cô con gái đi ngang đây không? Hả? Có. Có, đâu? Đằng kia. Hình như ta thấy có mùi thịt người ở đây đây. Hả? Ta vừa mới ăn. Hả? Còn lại mấy khúc xương ở trong mũi kia kìa. Có đói thì vào lửa mà ăn. Ôi. Đúng là đồ yêu nghiệt. Con cảm ơn ông nhiều lắm. Chị, bây giờ làm sao? Làm sao ra khỏi chỗ này? Giữa đêm khuya các con không thể đi ra khỏi rừng sâu này được. Hãy theo ta. Mình đang ở đâu vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Chị, mình đang ở kinh thành kìa. Mình tới kinh thành rồi đó. Vậy hả? Mừng quá à. Ủa, nhưng mà ông lão đâu rồi? Ta đây, ta chỉ việc đưa các con tới đây thôi. Còn sắp tới kinh thành đầy cám dỗ, các con phải biết tự bảo trọng lấy mình. Ta đi đây. Con xin tạ ơn ông một. Mình vô kinh thành đi. Mình vô đi. Dạ, cảm ơn quý khách. Dạ, chào hai cô. Chào, hỏi ở đây có phòng trọ không? Tụi tôi muốn ngủ qua đêm. Dạ, chắc hai cô đi đường xa, có đói bụng muốn dùng gì không? Dạ, cho chị em tôi hai bát mì. Dạ, tôi mời hai cô uống nước. Dạ, dạ, dạ. May quá, mình phải về báo cho hoàng thượng biết để tiến cung cho thái tử. Cũng may gặp được hai cô gái này, đúng là tuyệt sắc giai nhân. Dạ, tài bắn cung của thái tử quả thật không ai sánh bằng. Ta muốn đi dạo một mình, các người lui đi. Dạ thái tử. Nàng lại, tại sao lại cản đường ta? Thái tử bắn cung, chắc mình rồng đã đẫm mồ hôi. Để thiếp... Miễn đi. Ta hỏi lại, nàng là ai? Bẩm, thiếp vốn không phải là tỳ nữ trong cung, cho nên mạo muội đến đây vì rót đem lòng tơ tưởng. Chẳng hay thái tử có mở lòng
đón thiếp về làm nương tử. Thiếp nguyện suốt đời. Nàng nói sao? Nàng muốn làm nương tử của ta à? Nàng thật là bạo gan. Thái tử thấy nhan sắc của thiếp chưa đủ rực rỡ, hay cư xử chỗ nào còn thiếu sót? Nhan sắc và ứng xử của nàng thì chẳng có gì thiếu sót, chỉ là ta không có hứng thú với nàng. Tránh ra. Mà nàng vừa mới nói nàng không phải là người trong cung, vậy thì nàng từ đâu tới? Tại sao lại lọt vào đây? Cận kề lâu ngày khắc có hứng thú. Nếu thái tử cho thiếp cơ hội. Nàng thật là bướng. Người đâu? Bẩm điện hạ, có thần à. Cô gái này đâu rồi? Đâu rồi? Dạ bẩm điện hạ, có chuyện gì không ạ? Không có gì. Nè, lấy truyền ngô chuẩn bị tới đâu rồi? Dạ bẩm, đâu đã vào đó. Hoàng bào cũng đã xong, mọi thứ đã hoàn hảo, xin điện hạ cứ yên tâm ạ. Nếu như vậy ngươi cứ tùy nghi mà xử lý. Dạ bẩm còn một việc ạ. Chuyện gì cứ nói. Dạ hoàng thượng truyền, sau lễ lên ngôi của điện hạ, người muốn thấy thái tử thành gia thất ạ. Chẳng hay ngài đã ưng ý đám nào chưa ạ? Chuyện đó thì quả là chưa, ta chưa thấy ai ưng hết. Ngươi có ứng cử nào không? Vừa nãy thần có ra phố, trông thấy hai cô gái xinh đẹp như hoa, dung mạo sang cả, nhìn thấy là biết ngay quý tướng. Bàn dân thiên hạ ai cũng trầm trồ khen ngợi ạ. Cũng được, cứ cho vào đây xem thử. Dạ tuân lệnh thái tử. Dám từ chối ta, ta sẽ làm cho mi phải ân hận. Đẹp quá, đẹp quá à. Đẹp quá chị ơi. Ở đây đẹp quá à. Nhiều hoa nữa nè. Trời, Đào ơi, em thử nhéo chị một cái coi, có phải là chị em mình đang đứng trên giường Thường Uyển không? Chị này, em cũng hồi hộp lắm á. Nghĩ là mình lên kinh thôi, muốn gặp được thái tử đâu phải dễ. Ai ngờ tự nhiên có quan quân triệu tập chị em mình vô cung. Mà không biết hoàng tử dung mạo ra làm sao. Lỡ như ổng bụng bự, tráng hói, rồi người xấu xí thì sao? Phải hỏi coi chàng có vừa mắt hai chị em mình không đã. Sao mà không được mắt, chị em mình đẹp vậy ai gặp mà không ưng chứ. Ha, mình cứ nghĩ như vậy đi cho đỡ run. Không phải là nghĩ như vậy mà sự thật nó là như vậy. Thái tử triệu hai cô vào diễn kiến. Đi theo ta. Dạ đi. Dạ bẩm thái tử, thần đã dẫn hai cô nương tới rồi ạ. Dạ bẩm thái tử, trong hai nàng đó thái tử chọn nàng nào? Còn để thần bẩm lên hoàng thượng. Hãy tấu với cha ta, ta sắp sửa có hai người vợ. Cả hai ạ? Ngươi không nghe rõ hay sao? Hai cô gái này sẽ là hoàng hậu của ta, và hôn lễ sẽ được cử hành ngay sau lễ truyền ngôi. Tuân lệnh thái tử. Tại sao giờ này còn chưa chịu về? Không biết có tìm được ai không nữa để cho tôi ăn chứ. Trời ơi, đói. Ừ.
ơi, giờ có phải kiếm được đứa nào không hả? Hồi này có con ma nào dám bén mảng vô đây đâu mà kiếm. Tin đồn á, con quỷ nó ăn thịt người, nó lan khắp nơi rồi. Chắc á, là bây giờ phải đi vô chợ, ở trong đó tha hồ có người cho mẹ ăn. Xa quá, mẹ con ta là yêu tinh mà sống với người làm sao được hả? Mẹ thử đi mà kiếm đi, có hai con mồi không lo chữ mà ăn dần. Bây giờ tụi nó lên đời hết rồi đó. Ai? Còn nói ai hả? Thì hai đứa con gái mà dạo trước mẹ để sổng đó. Hả? Không biết sao tụi nó gặp được hoàng tử. Bây giờ chàng lên ngôi vua, cưới luôn hai chị em nó về làm vợ rồi. Tự nhiên hai tụi nó thành bà hoàng. Vì sao? Vì sao? Sao con biết? Hả? Cái tên háo sắc khốn kiếp, hắn nói á là hắn không có hứng thú với con, làm cách gì cũng không quyến rũ được. Hả? Vậy mà vừa thấy hai chị em nhà đó, hắn ưng luôn. Được, được. Được rồi, mẹ sẽ làm cho hai đứa nó thân tàn ma dại, mẹ mới hả dạ. Mẹ làm cách nào? Cách nào hả? Được, con hãy chờ xem. Đẹp quá ta. Thế con gái tôi đẹp quá. Mẹ, sao hồi đầu quá hả? Không biết con đẹp vậy, để cho hoàng tử lấy con. Con cứ đi đi, bây giờ con được toại nguyện rồi. Đã vậy con còn được trả thù cho mẹ nữa kìa. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Con hả? Con sẽ rửa mối thù này cho mẹ. Hay lắm. Mẹ, hai chị em con sau này á lấy hoàng tử hết một lượt, mẹ lo gì? Trời ơi, đừng có điên quá. Đi tìm hoàng tử, coi được vậy á mà cũng điên hết rồi. Đũa mốc mà mày đặt chồi mắm son. Không phải là nghĩ như vậy, mà sự thật nó là như vậy. Hãy tấu với cha ta, ta sắp sửa có hai người vợ. Cả hai à? Đào à, em đang mang long thai đó, nhẹ nhàng thôi. Em biết mà, chị thấy chưa, chịu khó rồi á, tự nhiên hai chị em mình được làm hoàng hậu, được ở trong cung nè, rồi mỗi ngày á mình được vui đùa cùng nhau nữa. À chị nè, bữa nào mình về thăm mẹ đi, chắc là mẹ mừng lắm luôn đó. Ồ, chị cũng nhớ mẹ quá. Mình xin với bệ hạ, thế nào người cũng chấp nhận. À bệ hạ kia, hay là mình nói với người một tiếng. Ừ, đi. Ái thê, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Ta miễn lễ, hai nàng cứ bình thân. Bệ hạ, thần thiếp xin phép bệ hạ cho hai chị em thần thiếp về thăm mẹ. Thiếp nhớ mẹ lắm rồi. Ừ, về thăm mẹ cũng được thôi, chỉ sợ nàng đang thai nghén, đường xá xa xôi là thêm mệt mỏi. Ta cũng muốn về thăm nhạc mẫu một lần, chỉ tại vừa lên ngôi triều chính còn đang bề bộn. Thiếp lo cho em được, xin bệ hạ đừng lo. Được, vậy ta sẽ lệnh cho thị vệ chuẩn bị chu đáo và mang theo cả người y phòng, để đường xa có gì cần thiết. Hai nàng đi đường cho sớm. Đội ơn bệ hạ, vậy để thần thiếp cho người chuẩn bị. Ừ, chúng thần xin cáo lui.
Nàng kia, nàng là ai? Thiếp ở xa lắm, mẹ thiếp đưa thiếp lên kinh kỳ rồi mê cảnh quá bước nên lạc tới chúng này. Vì mãi mơ say qua cho nên đã lạc bước, không biết đây là giường cấm, xin hoàng thượng bỏ qua cho. Nàng biết ta là ai sao? Dạ, thiếp tình cờ nghe hoàng thượng trò chuyện vui vẻ với các bà hoàng. Nếu như nàng đã biết ta là ai, nàng có muốn chung sống cùng ta ở hoàng cung này hay không? Hai bà hoàng của bệ hạ nhan sắc chim sa cá lặn, thiếp xấu xí như vậy làm sao xứng với bệ hạ đây? Vậy mà theo ta, ta thấy nàng bỏ xa bọn họ. Hãy theo ta về cung, muốn gì được nấy, ta sẽ chiều nàng. Hoàng thượng không lừa thiếp chứ? Ta hứa với nàng. Vậy nếu như thiếp nói thiếp muốn vào trong cung, hoàng thượng phải đuổi hết những người vợ cũ đi. Phải chi á mà hoàng thượng ngự giá cùng với chị em mình về thăm mẹ, chắc là mẹ vui lắm ha. Chắc mấy người ngày xưa nói chị em mình mơ mộng sẽ sáng mắt ra. Em đừng có nói vậy. Bây giờ mình là hoàng hậu rồi, về tới làng phải gìn giữ, đừng có ra vẻ ta đây để người ta nói. Chị của em lớn hẳn ra đó. Hoàng hậu đương triều mà. Mà sao em mang theo nhiều đồ quá vậy? Mình chỉ về có mấy ngày thôi mà. Cứ mang theo bao nhiêu tùy thích, hai người không có dịp quay lại đây nữa đâu. Người nói vậy là sao? Hoàng thượng vừa ban lệnh là lập tức đuổi hai chị em nhà ngươi ra khỏi hoàng cung. Tiện nữ, người dám hỗn láo hả? Bệ hạ vừa ban lệnh cho hai chị em ta về quê. Đó là mấy khắc trước đây thôi, còn lệnh mới ban bây giờ là đuổi luôn, không cho quay trở về đây nữa. Ngươi, ngươi đi đâu đó? Ta đi gặp hoàng thượng. Ta phải gặp hoàng thượng hỏi cho ra lẽ. Vô ích thôi. Bây giờ hoàng thượng đang nhập phòng cùng với hoàng hậu mới, còn ta, ta được lệnh áp giải hai người ra khỏi hoàng cung này ngay lập tức. Hoàng hậu mới? Nhưng em ta đang mang long thai, hoàng thượng không thể nào đối xử với bọn ta như vậy được. Không được, ta nhất định phải gặp người. Lệnh vua đã rõ, cả hai chị em không chừa ai hết. Mau đi khỏi đây, để tôi còn làm việc khác nữa. Có quán kìa, mình vô đó đi. Từ từ thôi. Dạ, trời ơi, ở đâu mà có hai phu nhân cao quý mà đi lạc tới đây? Dạ, xin mời ghé vô tệ quán. Nói là tệ quán nhưng mà cũng đủ chỗ cho quý cô.
Chắc hai cô đi đường xa cũng đói lắm rồi. Xin mời ngồi dùng nước để tôi lo cơm cho quý cô à. Dạ, dạ. Các ngươi cứ ngủ ngon đi nha. Hai chị em tụi bay từ đây phải sống trong cảnh u tối. Biết sống làm sao đây hả chị? Có chuyện gì mà các con lại khóc vậy? Ai vậy? Ông là ai vậy hả? Có chuyện gì cứ kể ta nghe. Ông là ai? Làm sao ông giúp được tụi con? Chị em con bị đuổi khỏi cung, bây giờ còn bị mù lòa nữa, không có cái gì trong tay hết. Tụi con cũng không biết đường để trở về nhà nữa. Các con đang gặp nạn lớn, nhưng cứ trì chí sống mà nuôi con, sẽ có ngày tái hợp. Ở bên kia có cái nhà tranh, hãy theo ta sang bên đó. Đi chị em. Chị, đi em. Các con hãy theo ta. Đi, các con hãy vô đây mà nghỉ ngơi đi. Tạm thời các con cứ ở đây. Còn hai cái chum này, một cái là gạo, một cái là tiền, cứ dơi rồi lại đầy, bảo đảm để cho các con sống qua ngày, nuôi con tới lớn. Ông đâu rồi em? Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Chị ơi, đúng là có gạo nè. Tiền nè chị. Kỳ lạ thiệt, hai cái lù này cứ dơ rồi lại đầy sao? Vậy là mình đã gặp được thần thánh rồi đó. Thần nói chị em mình sống để nuôi con, có ngày sẽ đoàn tụ. Sau khi được Bụt giúp đỡ, hai cô gái mặc dù rất nhớ thương, lo lắng cho mẹ già nơi quê nhà, nhưng vì đường xá quá xa xôi lại bị mù lòa, nên hai chị em không thể làm gì khác hơn là cố gắng nuôi con khôn lớn.
Hoàng Nam nhà mình thiệt là giỏi. Mới có 10 tuổi à, mà chuyện gì trong nhà cũng làm được hết đó. Hoàng Nam à, cẩn thận nha con. Dạ, không có sao đâu mẹ. Con lợp thêm một lớp nữa cho nó chắc chắn, để có mưa nó không có bị dột. Dạ con chào ông. Ủa ông là ai vậy? Ta là thầy đồ dạy học. Nghe nói trong nhà này có một cậu bé thông minh lanh lợi giỏi giang, cho nên ta muốn xin một chân dạy học. Các con thấy sao? Thầy đồ. Phải. Ngoài văn chương thi phú, ta có thể kèm võ nghệ, băng cung, cưỡi ngựa. Được đó em. Hoàng Nam nhà ta phải tinh thông những môn đó. Vậy thì tốt quá. Nhờ thầy dạy kèm con tôi. Công thầy bao nhiêu tôi xin trả đủ. Chuyện đó đừng lo. Đợi thi có kết quả rồi trả công cũng không muộn. Dạ. Vậy nhờ thầy mỗi ngày lui tới dạy dỗ giùm con tôi. Em cho con nghe đi. Giờ con đã lớn, đã tới lúc con phải biết mọi chuyện để đòi lại công lý cho mẹ và dì con. Đòi công lý? Phải. Năm đó mẹ và dì con lên đường để tiến cung thì gặp yêu tinh, chút xíu nữa là bị ăn thịt. Cả hai bỏ chạy trên đường rồi mới gặp được ta. Rồi ta đưa hai cô vào cung. Hoàng tử rất thích hai chị em nên lấy hai chị em làm vợ. Rồi yêu tinh mới tức giận đưa con gái vào cung làm bùa phép, khiến cho hoàng tử mê hoặc, đuổi hai chị em ra khỏi cung. Vừa ra khỏi cung thì bị yêu tinh đoán đường móc mắt. Vậy cho nên con phải cứu hai người. Nhưng con còn nhỏ, làm sao con đấu lại yêu tinh? Con đừng lo, có ta giúp. Chỉ cần con khéo léo, đừng để yêu tinh nó nghi ngờ. Giờ con cứ làm theo ta chỉ. Ngoại, ngoại. Ngoại. Ngoại ơi. Ngoại. Người là ai? Con là cháu ngoại của ngoại nè. Mà ngoại đang làm gì trong đó vậy? Mẹ con sợ là về phụ hoàng đòi về theo, nên kêu con về thăm ngoại nè. Người là con của con gái của ta sao? Lấy gì để ta tin? Ngoại không tin á thì về kinh hỏi mẹ con kìa. Mẹ con dặn á, muốn về thì phải báo mẹ trước. Nếu phụ hoàng biết ngoại là yêu tinh á, là hai mẹ con bị đuổi như hai chị em kỳ trước. Thì ra nó đã biết hết rồi. Vậy đây là con rít con của ngoại đây sao? Ôi lớn quá rồi. Thôi đi vô đây với ngoại. Đi 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 vô đây con. Đi vô đây với ngoại mau lên. À, chào ngoại. À, chào cô ngoại, ngồi đây nha. À, con ở chơi với ngoại bao lâu? À, con chơi với ngoại á, đến khi nào ngoại ngán con thì thôi. Mẹ mày ghét quá. Ờ, con ăn gì không? Để ngoại đi lấy cho. Ờ. À, bà ngoại chỉ có... Ngoại đừng có lo. Mẹ cho con ăn khô nhiều lắm. Cũng để ngoài yên ngựa. Vậy hả? Thôi vậy đi ha. Ý, ủa, mấy cái đó là cái gì vậy? Gì con? Ủa, cái lọ thủy tinh này là cái gì vậy? Mà sao trong đây nhiều mắt quá? Mà mắt này để làm cái gì vậy ngoại? Mặt đó là mắt của hai chị em nhà kia. Đồ bổ sau này để ngoại dưỡng già đó con. Nên ngoại không cần ăn thịt tụi nó nữa.
Đây là cái lọ gì vậy ngoại? Mà sao nước không à? Đó là nước phép. Đổ nước vô mấy con mắt đó nghe, nó sẽ quay về chỗ cũ. Ủa, trong cái hòm này có cái gì vậy? Nhẹ con, nhẹ tay. Cái bức tượng con rết đen này là cái gì vậy ngoại? Đó là sinh mạng của ngoại với mẹ con đó. Dù mẹ con với ngoại có bị chặt đầu cũng không có chết. Đập bể bức tượng đó, mẹ con với ngoại sẽ chết liền. Buồn ngủ quá. Cháu yêu của ta, bà ngoại ngủ một lát, con canh chừng nhà giùm ngoại nha. Thức dậy á thì ngoại sẽ làm món trùng hấp cho con ăn ngang. Cháu yêu của ngoại, con coi chừng nhà cho ngoại nha. Chú yêu gọi ngoại về, ngoại đi 3 ngày cây ngoại về liền. Con nhớ nha, 3 ngày ngoại về, con ở nhà coi chừng nhà giùm ngoại, đừng cho ai đụng vô cái gì hết nha. Con nhớ nghe con đừng có tái máy đồ của ngoại nha. Ngoại đi nha, đi nha. Bấy lâu nay ta cứ bận việc triều chính, hôm nay ta muốn ghé cung của hoàng hậu. Ngươi dặn tất cả mọi người để cho ta yên tĩnh, lui đi. Tuân lệnh hoàng thượng. Nè, không có được đâu, ở đây là cung điện của nhà vua mà, mày đi đâu vậy? Có chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy? Dạ bẩm hoàng thượng, ngoài kia có một đứa bé khăng khăng đòi gặp hoàng thượng. To gan, ngươi không biết hôm nay hoàng thượng cần được nghỉ ngơi sao? Mau lui ra. Dạ thần không biết, xin hoàng thượng tha lỗi. Thì đứng lên đi. Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Khoan đã. Dạ, hoàng thượng. Đứa bé này là ai? Tại sao khăng khăng muốn đòi gặp ta? Cho đứa bé vào. Dạ, hoàng thượng. Bẩm hoàng hậu, cung thỉnh hoàng hậu vào trong nghỉ ngơi và dùng bữa ạ. Không cần, ta không ăn. Dạ, hoàng hậu ơi, nô tỳ có một thắc mắc. Từ ngày về hầu hạ hoàng hậu đến bây giờ, nô tỳ không thấy hoàng hậu ăn cái gì cả. Nhiều chuyện, không có chuyện của ngươi. Ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời ta thì ta sẽ tạo phúc cho ngươi, nghe chưa? Dạ. Con xin ra mắt hoàng thượng. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn gặp ta? Dạ, con là con trai của phụ hoàng, do một người em út trong 2 người chị em mà phụ hoàng đã đuổi ra năm đó đã sinh con ra. Nói sao? Đầu đuôi câu chuyện á thì phụ hoàng cứ về hỏi mẹ con đi. Như con tới nó phụ hoàng á là phụ hoàng đã rời bỏ những người vợ hiền thục để vui thú với yêu tinh. Hiện nay tính mạng của phụ hoàng như trứng để đầu đẳng. Nói bậy bạ gì đó, ai là yêu tinh? Dạ dễ lắm, chỉ cần á phụ hoàng đập bể con rết bằng đá trong đây là phụ hoàng sẽ biết liền. Dạ. Dạ hoàng thượng. Cháu ngoại ơi, cháu ngoại, ngoại về nè, cháu ngoại của ta, con đâu rồi? Hả? Ôi trời ơi, trời ơi, sinh mạng của ta, bảo bối của ta đâu mất rồi, trời ơi, đồ của ta, ai lấy của ta? Hả? Thằng nhóc.
Thì ra là thằng nhóc. Thằng nhóc, mày dám lừa ta! Mày dám lừa ta! Mày dám lừa ta! Lừa lão, dám lừa gạt ta! Lính đâu? Đổi hắn lại! Không, không, con có gạt phụ hoàng. Nó thiệt mà, cái con rít này nó... phụ hoàng nhìn kìa! Không bao lâu nữa, gian sơn này sẽ là của mẹ con ta. Hoàng hậu, hoàng hậu, hoàng hậu ơi, hoàng hậu, hoàng hậu ơi. Mày lừa gạt tao hả? Nhau, tao sẽ giết mày. Chuyện này là sao? Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Có chuyện dạ, gì? Dạ bẩm hoàng thượng Nói. Dạ, hoàng hậu, hoàng hậu. Hoàng hậu làm sao? Dạ, hoàng hậu đứng không tự nhiên, đau đớn quằn quại, thân xác tan ra, rồi biến thành con rít luôn rồi hoàng thượng ơi. Vậy phụ hoàng tin con chưa? Mẹ ơi, dì ơi, con về rồi. Mẹ dì ơi. Ơi. Mẹ mẹ. Chuyện gì vậy con? Dì ơi, con về rồi nè. Mẹ, mẹ với gì đón coi, con gì với ai? Bước chân này sao nghe quen vậy? Bao nhiêu năm rồi em vẫn không quên. Không lẽ là ta đã làm cho hai nàng tranh không nổi này? Ta thật đáng chết. Bệ hạ dạng tôi. Hai nàng hãy đứng lên đi. Bấy lâu nay ta đã làm cho hai nàng có cuộc sống khổ sở như vậy. Ta xin lỗi. Dạ. Thiệt tình bữa nay cái ngày gì kéo từ sáng giờ không có một con cá nào. Đáng ghê. Tự nhiên cá không có mà có cục đá. Thiệt là vô dụng. Ủa? Sao cục đá này nó có hào quang đẹp vậy ta? Không được rồi. Hãy đem về cho con vợ mình nó coi chơi. Viên đá tôi cũng ngộ hen.
cũng lấp lánh dữ hen. Bởi tôi kéo lên rồi tôi thấy có viên đá này nó cũng ngộ ngộ, tôi tính quăng dò mà thấy ngộ quá đem về cho bà coi á. Có khi nào nó là viên ngọc quý không ông? Không đi bà, quý đâu mà làm viên ngọc quý gì dễ lộn được vậy lắm. Thôi để nó đi, vô lấy cơm tôi ăn tôi đói bụng rồi. Lẹo lên. Cậu thân đâu? Dạ. Bữa nay không đi đánh cá cho hai vợ chồng ngồi đó láp giáp gì đó. Dạ thưa ông chủ. Dạ thưa ông chủ, mời ông chủ ngồi dùng miếng nước. Tôi cũng định sang nhà ông chủ đây. Đi kiếm tôi làm chi? Năn nỉ nữa hả? Cất nợ nữa hả? Khóc lóc nữa hả? Gian sinh nữa hả? Thấy không? Dạ, ông nói giấu gì ông chủ. Dạ, mấy tuần trăng vừa rồi là đánh cá không có được nhiều. Rồi sao? Thành ra không có gom tiền để mà trả tiền cho ông chủ được. Nếu ông chủ có thương tình thì cho tôi nán lại vài tuần trăng nữa đi. Tụi tôi ráng làm rồi cố gắng gom góp ra trả cho ông chủ vừa vốn vừa là luôn. Nán lại là sao? Năn nỉ hoài, nghe mệt. Ba lạng bạc chứ nhiêu mà năn nỉ hoài quỷ. Mà tiền bạc thì đâu mà thấy đi đánh cá quanh năm mà không có đồng cắt nào để trả nợ, trả lãi, trả vốn gì hết trơn á trời. Là sao? Ê, ông chủ à, ông nhà tôi á làm được đồng nào là cắt ca cắt cụm. Rồi hãy nghe ai than khổ là ông ấy lại cho. Mong ông chủ thông cảm giùm. Nghèo mà sao tốt dữ vậy? Thấy ai là than thở cái có nhiêu cho hết hả? Sức tốt quá. Đâu ra đây? Dạ này cục đá tôi đi lưới ông chủ cái nó dính trong lưới của tôi á, tôi tính liền rồi nhưng mà thấy nó lấp lánh quá cái mới đem về cho vợ tôi coi. Thôi giờ về tặng tôi đi. Đem về là bỏ một hồ cá cho cá nó lội qua lội lại nó ngó coi chơi cho vui mắt nó vậy đó mà. Dạ vậy ông chủ cũng thích cục đá này hả? Thích chứ, coi cũng được. Sao suy nghĩ kỹ trả lời hả? Hồi nãy nói làm sao tính quăng hả? Thôi giờ không quăng nữa hả? Thấy không? Dạ. Không ấy thôi giờ bán. Dạ, ý ông chủ muốn mua viên đá này. Bán đi ông. Không ai mình bán đi. Biết bao nhiêu mà bán. Kệ nó. Bán. Nghèo mà nghe, tôi mua bán cái mắt sáng rỡ lên. Đáng lẽ tôi nói cho nghe, hai vợ chồng thiếu nợ, tôi chưa trả vốn trả lời gì hết trơn á trời. Đáng lẽ là phải năn nỉ tôi qua đem cục đá này tặng cho tôi mà tôi biết tôi còn chịu lấy chưa nữa. Thấy không? Nó ở đó mà mua với bán. Thôi giờ lỡ nói ra rồi thôi cũng được. Thôi giờ đây mua. Bán đi, nhiêu? Biết nhiêu nhà bà. Thôi. Dạ, cũng đâu có biết bán cho ông chủ bao nhiêu đâu. Vậy chứ giờ thiếu nợ tôi nhiêu? Dạ, 3 lạng ông chủ. Giờ 3 lạng. Dạ. Thì coi như đây lấy cục đá. Dạ. Đó cất 3 lạng. Là sao ông chủ? 3 lạng mà cũng không hiểu nữa. Bởi vậy tao nói có nhiêu mà cũng không hiểu được. Nghèo hoài là phải rồi. Đây nè, bây giờ ở đây nè, 3 lạng thì quề. Đây lấy cục đá, đó quề khỏi trả 3 lạng. Dạ, cảm ơn ông chủ. Dạ, đội dạ. Ơn ông chủ. Rồi, không có năn nỉ nữa nha. Về đó. Vậy là mình hết nợ ổng rồi đó ông. Quê, cái viên ngọc quý giá đẹp đẽ tuyệt vời như vậy mà mé chút nữa cái lão già ngu ngốc nó ném nó xuống sông rồi. Quá là ngu thiệt mà. Hắn làm sao mà so bì được với ông một tay buông đồ cổ chiên luôn quá không. Tôi nói cho bà nghe nè, mới nhìn thoáng qua nó giống như là một viên đá đẹp vậy thôi. Nhưng mà không ai biết được cái giá trị của một cái viên bảo ngọc có 102 trên cuộc đời này. Thấy chưa? Thấy không? Có gì đâu mà quan trọng đâu trời ơi. Giống như cục đá bình thường thôi vậy mà làm nãy giờ tôi mừng hụt luôn à. Trời đất ơi, hai con mắt phàm nhân người trần mắt thịt như bà vậy làm sao mà nhìn thấy được cái viên đá này. Đây là ngọc ẩn trong đá. Nó ẩn càng sâu nó càng có giá trị.
Chỉ có một điều là con mắt của bà là chưa nhìn thấy hết cái giá trị của nó thôi. Lè có lè có lè lè nó chiếu chiếu ngời 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 qua. Đây. À cái này. Chút xíu nữa. Ủa? Ý ông ơi. Nó làm sao vậy? Cái chén thuốc của tôi chưa uống hồi nãy nó màu nâu mà sao bây giờ nó trong veo vậy? Nó đổi màu luôn rồi. Sao? Ủa sao kỳ vậy nè? Là sao vậy ông? Viên ngọc. Viên ngọc trị thủy. Bao nhiêu người đồn đoán về cái viên ngọc này nhưng mà chưa ai từng gặp nó trên cuộc đời này hết. Mà hai vợ chồng mình có được đó là tuyệt vời lắm rồi. Phải không? Bà biết không? Cái viên ngọc này ha, bất cứ nước gì, nước mặn, nước chua, nước phèn, nước lợ, nước dơ, nước bẩn, chỉ cần bỏ cái viên ngọc này vô, quậy khuấy một cái là nó trong veo, nó ngọt ngay lại liền. Thiệt không? Thấy cái mặt là biết không tin rồi. Không tin đó. Ra lấy một chén nước, quậy nửa chén muối đem vô đây. Thiệt ha? Ừ. Có rồi nè, nè tôi cho ăn một tô luôn đó, tôi bỏ một chén muối luôn đó. Bỏ vô đi. Được chưa? Rồi, thử rồi, đi. Rồi ha. Thấy sao, ngon không? Ê! Trời ơi, cái gì mà kêu sao? Ngọt chưa? Ngọt, nhưng mà tại tôi ghét ông ấy, tôi làm vậy đó. Ngọt thì sao, ông nếm thử rồi, thử anh. Ngủ mà hồn chi nhớ. Ngọt lắm đó. Phải không? Ôi bà ơi, nó ngọt ngay mà nó trong veo à bà ơi. Ủa, vừa tới đầu nó mát tới đó vậy đó. Nói thiệt với ông nha, kỳ này đó hả, là vợ chồng mình giàu là nhờ cái nước này nè, biết chưa? Mấy chị biết không hả, ở cái làng mình nè, tự nhiên cả tháng nay không có một giọt mưa nữa, làm nước nó nhiễm mặn, có khi đi làm về không có một miếng nước ngọt để mà uống nữa. Chắc chết quá à, không lẽ giờ phải đi vô thị trấn mua nước uống? Trời ơi, mua thì được đó, mà mình thích dùng nước về nhà chết à, mệt chết luôn, xa thấy mồ đi. Kiểu này không biết sao đây. Mệt lắm, đi xa thấy mồ. Mấy người mà cứ đứng đó mà than với thở, mau mau lại nhà ông Dương kìa, muốn nước ngọt kìa. Thiệt không? Hồi sáng tới giờ hả, người ta bua hết đông hẹt luôn, nước ngọt ngay và trong vắt luôn. Thiệt không? Bua ra nắng kìa, quá trời nhiều luôn. Đi, cảm ơn nha. Đi lẹ lên chị. Sao kỳ dữ vậy ta? Không biết mình kỵ với cá là cá kỵ với mình. Mà kéo lưới nào cũng không có cá hết trơn. Biết mình. Ủa? Có cái gì chiếu chiếu người ta? Một cái gương sơn mặt mà có khắc chữ gì vậy đấy? Cái gương này cũng đẹp hen. Thôi, có khi mình đem về nhà rồi gặp ông Dương coi ổng có mua như lần trước hay không. Đó, nay đi lưới được cái kiếm nè. Nghĩ cũng ngộ chứ, ông lưới nó ở cái chỗ cũ không hở mà gặp cục đá đó phải không? Ngộ quá hen, nó giống như là đồ cổ quý hiếm vậy đó ông.
Mà sao tôi thấy nó kỳ kỳ làm sao á? Mà thấy kỳ là kỳ làm sao? Thì đó, hôm trước ông lưới được cái viên đá, rồi lão Dương một hai đòi mua cho bằng được. Mà ai còn lạ gì ổng nữa? Ổng là chuyên mua đồ cổ thủ đoạn từ xưa tới giờ. Mà ông coi, từ khi mà ổng có cục đá rồi lại tự nhiên có nguồn nước bán cho dân. Bà nói vậy à, ông không lẽ gì do cái cục đá làm ra nước cho ông Dương bán cho dân hả? Ai biết được, chắc cục đá đó phải có gì cho nên ổng mới mua cho bằng được chứ. Thôi chết rồi, cái gương này mình cũng phải đem cất cho kỹ, để không mà lão mà thấy được hả, lão một hai đòi mua rẻ lại cho ông coi. Ồ, sao mắc rẻ gì bà ơi, sao bà suy nghĩ du dơ diễn dâm quá, mệt bà quá. Rồi. Con có nằm mơ không vậy trời? Cái loại cá này thiên hạ đồn á là ăn được một miếng á là bá bệnh tiêu tan, tăng thêm sức lực. Ôi, cái con cá này á mà lão Dương mà thấy được á thế nào cũng mua cho được mấy trăm lạng bạc. Trời ơi. Nhưng mà không được. Dân làng mình thì nghèo khổ lắm, có bao giờ mà ăn được miếng cá này đâu. Thôi được rồi, ta phải đem con cá này, ta về ta chia đều cho dân làng, mỗi người ăn một miếng cho nó tăng cường sức lực. Trời ơi, cá này quý lắm đó. Ông mà bắt được là ông may mắn lắm á. Nghe ông bà nói mà hôm nay mới thấy tận mắt á. Trời ơi, tôi có tài giỏi gì đâu mà bắt được con cá này. Chẳng qua là trời thương dân làng mình cho nên cho bắt được con cá này để mà chia nhau ăn cho nó có sức khỏe. Cá này quý lắm đó bà con. Ăn được miếng sánh như nước tiên vậy đó. Nè bà, mình chia hết cho bà con đi ha. Còn giữ lại cái khúc đầu mình nấu canh chua hai vợ chồng mình ăn. Hôm nay vui hết sức vậy đó. Cứ chuyện vui tới hoài. Bây giờ mọi người cầm miếng về ăn lấy thảo nha. Dạ cảm ơn bà nha. Rồi dạ, ăn lấy thảo ha. Dạ. Dạ. À. Rồi, ừ. Bà ơi, bà, tôi đang cuốc đất, tự nhiên phát hiện cái chum này nè. Cũng hên là tôi dừng tay kịp thời chứ không là sấn vô cái là dẹo cái lưỡi cuốc rồi. Chàng ơi, cái chum này coi lạ dữ hen. Ông mở coi coi có gì vậy trọng. Sao nặng dữ vậy? Để tôi. À. À. Vàng. Vàng ông ơi. Ôi, nhiều quá. Cảm ơn trời Phật. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho vợ chồng con. Cảm ơn. Ở đâu mà trời cho mình cả một hũ vàng vậy nè ông? Bà con cứ yên tâm đi. Ngày nào mà vợ chồng tôi còn hưởng được lộc trời á, ngày đó cũng còn phân phối cho bà con đầy đủ nghe. Dạ cầu trời á, cho ông bà luôn được hưởng phước. Cũng may á, nhờ ông bà cho vợ chồng tôi một ít vàng lần trước mà hôm nay á, là vợ chồng tôi xây được một căn nhà che nắng che mưa. Mà hôm nay á, ông bà còn cho gạo nữa. Đỡ ơn ông bà. Tụi tôi già rồi, đâu có còn sống bao lâu nữa, mà ăn cũng đâu có bao nhiêu.
Có thì mình cùng chia với nhau. Chứ mai này tôi có nằm xuống á thì cũng phải nhờ dân làng lo mà. Thiệt tình á là ông bà rất là đại thọ, sao mà lại nghĩ những chuyện như vậy? Đúng rồi, ông bà thật là tốt bụng, có bao nhiêu chia hết bấy nhiêu. Tánh ông nhà tôi là vậy đó, có bao nhiêu á cũng không có muốn tích góp cho một mình đâu. Làm phước thôi mà. Với lại vợ chồng tôi cũng đâu có con cháu gì mà để dành lại làm chi. Hơn nữa cái của cải này đâu phải do hai vợ chồng già tôi làm ra đâu. Của từ trên trời rơi xuống không à. Mà giữ hưởng một mình thì đâu có được. Vậy sao? Của từ trên trời rơi xuống. Đúng là ông bà ở hiền gặp lành mà. Vậy là may mắn đã đến rồi đó ông ơi. Nhờ gặp ông bà nó nhân hậu mà cả làng ta được nhờ rồi đó. Thì mọi người cứ coi là như vậy đi. Có đúng như những gì ngươi đã nhìn thấy nghe thấy không? Dạ đúng chính xác luôn. Nói. Con nghe vợ chồng họ nói á, cái gì mà trên trời rơi xuống, cái gì mà tự nhiên trời cho, cái gì mà tự nhiên họ giàu một cách kỳ lạ quá. Con nghĩ có một điều gì đó mờ ám không phải tự nhiên. Tại sao lúc thì đi phát túi bạc, lúc thì bắt được cá, còn bây giờ đó thì mở tiệc đãi cả làng, rồi phân phát của cải tùm lum, của cải đâu ra chứ? Hả? Trời cho hả? Hay là lượm được? Hả? Chắc là họ lượm được đó ông chủ. Sao? Mà sao họ vậy? Họ lượm hết lần này tới lần khác vậy? Nói sao? Nói lại ta nghe. Con nói sao họ lượm hết lần này tới lần khác? Mà họ lượm toàn là của cải quý báu không ông chủ ơi? Đó. Ông chủ thấy có lạ không? Làm gì mà nó hên liên tục, nó hên tới tấp vậy? Tụ bảo, tiền bạc, của cải, bảo vật, nó tụ về, nó gom về. Không được, dứt khoát là không được. Con không được hả? Không phải mày, ta nói nó dứt khoát như vậy là không được, nghe chưa? Đúng rồi, như vậy là không được. Ông làm gì mà cứ xăm soi cái gương hoài vậy? Bà, có khi nào cái tấm gương này là một báo vật không bà? Báo gì mà báo? Nó là cái gương chứ cái bộ là vàng bạc gì sao mà báo vật? Cái ông này. Nhưng mà sao tôi thấy nghi? Nghi sao? Từ hồi có cái gương này ở trong nhà mình á, tự nhiên gia đình mình á gặp những cái chuyện toàn là may mắn không à? Của cải từ đâu cứ kéo về nhà mình vậy? Thì mình ở hiền gặp lành, được phước thì cứ hưởng phước đi, hơi đâu mà ông nghĩ ngợi cho mệt hả? Con hâm mộ ông quá ông ơi. Sao ông giỏi quá vậy? Ông là thằng thánh phương nào mà ông xuống đây? Trời ơi, con tả có một lần thôi mà ông vẽ y chang luôn, giống hệt luôn. Là bởi vì ta đã từng nhìn thấy báu vật này một lần trong đời ta rồi. Nhưng mà tiếc lần đó ta không mua được. Tiếc ơi là tiếc. Còn cũng tiếc nữa. Bây giờ biểu, bây giờ làm cái chuyện này cho ta. Dạ. Cầm cái này đi tìm một người thợ chế tác gương thiệt là giỏi, nghe chưa? Dạ. Nhưng mà với một điều kiện. Im miệng, không được nói cái gì hết. Khi nào xong ta trọng thưởng, nghe chưa? Tại sao không nói gì hết? Nghe không? Không,
nghe chưa? Con biết rồi, con sẽ đi xuống thị trấn con tìm một ông làm gương thiệt là giỏi. Và đặc biệt là đây, làm đúng kích cỡ, bằng bạc, nhưng phải cũ cũ một chút nha, đừng sáng quá. Sao cái gương mới rồi kêu làm đừng có sáng quá là sao? Lạ đời vậy? Lạ cái gì mà lạ? Nội cho hôm nay là phải xong. Ông chủ tôi sẽ trả giá rất cao nếu làm đúng ý ổng. Trong hôm nay sao mà làm kịp? Cái này á là hai hôm sau mới lấy, giá là 3 lạng. Cái gì hai hôm sau? Làm liền. Nội cho hôm nay tôi phải đem về cho ổng đó. Làm liền cái gì mà làm liền? Tôi còn khách của tôi nữa làm chi? 5 lạng. 5 lạng. 6 lạng, gấp đôi giá ông đưa ra luôn. Làm này 6 lạng hả? 6 lạng. Ừ thôi được rồi, để tôi thu xếp tôi làm liền cho. Đó, vậy vui vẻ không? Mà cho hỏi nha, làm gương này chi vậy? Phong thủy của ổng đó, ổng mê phong thủy lắm. À, tôi hiểu rồi. Nè, nói cho biết nha, tôi á được cái tiếng là rất là mát tai ba cái vụ phong thủy này, nghe chưa? Tôi làm xong cái gương này á mà gia đình làm ăn á, ăn nên làm ra nhớ thưởng thêm cho tôi nha. Nói không à, làm đi mới tin. Thiệt. Rồi tôi về tôi sẽ thưa ổng có gì ổng thưởng thêm cho. Nhưng mà nhớ nè, không được bếp xếp dài nghe chưa. Biết rồi. Trời ơi, làm gì ghê vậy? Nhớ thưởng là được rồi. Ừ. Tên 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 đây nè ông. Ông có đi. Ông chủ thấy sao? Đẹp quá. Đó. Dạ. Dạ hiểu rồi. Con hiểu rồi. Trời ơi mấy chuyện này mà con biết. Dạ thưa thầy. À, ta là đạo sĩ ở vùng này. Tại sao? Tại sao nhà này có nhiều ám khí như vậy chứ? Thầy nói sao? Nó sẽ ám bà, sống không ra sống, chết không ra chết. Do ngôi nhà của bà vô tình cất giữ một linh vật bí ẩn gây chết chóc đó. Mà linh vật đó đã bị một lời nguyền của hung thần gây chết chóc. Linh vật? Linh vật nào mà sao thầy biết? Vì ta là đạo sĩ cao tay nhất của vùng mới Hạ Sơn. Ta nói cho bà biết, linh vật đó có phải là chiếc gương soi không? Chiếc gương? Tại sao bà lại rước quả vào thân, rước đại quả vào ngôi nhà này của bà? Tại sao? Là đáng tiếc, thật là đáng tiếc mà. Chiếc gương? Đúng rồi, nó là chiếc gương. Nhưng sao thưa thầy, thầy có thể giải giùm tôi được? Hay là để tôi đập nó nha thầy. À không 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 không, đừng đập đừng đập. À, ta làm phép cho bà, ta làm phép để giải lời nguyền đó cho bà. Được được sao? Được chứ. Ta là đạo sĩ mà. Dạ, dạ đội ơn thầy, trong sự nhờ thầy. Mau, mau đưa chiếc gương đó ra đây cho ta. Lấy liền đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Dạ, dạ. Dạ, nó nè thầy. Ừ.
Bây giờ bà hãy ngồi yên đó và chắp tay khấn nguyện đi, ta sẽ làm phép cho. Dạ. Giống quá. Giống gì vậy thầy? Ta đã nói là ngồi yên đó, chắp tay cầu khẩn, ta làm phép mà. Dạ, dạ, ngồi yên. Xong rồi. Vậy là được rồi hả thầy? Được rồi. Ta đã dùng hết nội lực âm khí của ta để giải hết lời nguyền độc địa trong chiếc gương này cho bà rồi. Nhanh bà... vậy sao thầy? Dạ. Đội ơn thầy lắm. Dạ thầy ơi, chắc là ông nhà tôi cũng gần về tới rồi. Sẵn tiện đây, tôi mời thầy nán lại thêm chút nữa, dùng với vợ chồng tôi một bữa cơm đạm bạc nha thầy. Cảm ơn gia chủ rất nhiều. Đạo sĩ ta không có thời gian, còn phải đi hành đạo ở những nơi khác nữa, để trừ tà diệt ác cho bà con nữa. Xin khiêu từ. Dạ, dạ đội ơn thầy. Chào thầy. Tụ Bảo ơi, Tụ Bảo ơi. Ôi, rồi đây ta sẽ trở thành hào phú giàu nhất nước này. Ui, vàng bạc châu báu ngọc ngà trên thế gian này, mau tụ về đây cho vợ chồng ta. Ông ơi, Tụ Bảo tức là bao nhiêu bảo vật ở trên cái thế gian này nó chạy về nhà mình hết, phải không ông? Đúng rồi. Khoan, đừng cười. Tôi dặn bà. Sao? Bà đi đứng ào. Từ nay đi đứng cẩn thận, chân cẳng nhỏ nhẹ, coi chừng đạp hết vòng vàng chuỗi hậu của tôi, nghe chưa? Biết rồi. Cảm ơn bà. Ông bà ơi, mấy bữa nay nhà con hết gạo rồi, ông bà làm ơn giúp con đi ông bà ơi. Cảm ơn ông bà, con về. Còn nhiêu gạo tôi xúc cho hết trơn rồi, sao giờ ông? Hôm nay tôi cũng không lưới được một con cá nào. Không hiểu sao mà kỳ vậy. Bà, mấy nén vàng hôm trước ở nhà mình còn không? Còn được 3 nén. Hôm qua rồi ạ, tôi đem lên chùa cho chởm luôn rồi. Dạ bẩm đại nhân, có một ông thương gia xin gặp đại nhân. Cho hắn ta vào. Dạ. Dạ công quan. Sao rồi? Ông đã suy nghĩ kỹ cái giá mà ta đưa ra chưa? Nói thật nghe, ta cũng định mua là để đó chứ chưa có dùng đến. Định là sau này phải sửa sang lại, để mà khi già đó lui tới làm thú điền viên. Dạ. Thực ra tôi là mang sa súc, nên bấm bụng phải bán sự nghiệp của cha ông để lại. Quan đưa ra cái giá thì thiệt tòi cho tôi quá. Ông tính thiệt tính hơn làm gì. Cái gia trang của ông đó ở cái trấn này không ai mua nổi đâu. Ông không bán cho ta thì bán cho ai? Dạ. Vì chuyện đó tôi mới lặn lội đến đây để nói qua một tiếng. Vậy là ông đã đồng ý bán cho ta với cái giá 50.000 lượng rồi đúng không? Thôi được rồi, ta sẽ cho người làm bản khế ước. Người đâu? Dạ. Dạ không phải vậy. Vì có một người á bỏ ra 80.000 lượng để mua gia trang của tôi rồi, nên tôi đến đây á bẩm báo qua một tiếng để sau này á qua không có trách. Ông nói sao? Ông đùa với ta đó à?
Kẻ nào mà lắm của nhiều tiền ở cái trấn này, bỏ ra cái đống vàng mua cái gia trang của ông chứ? Dạ, lời tôi nói không có ngoa. Đó là ông Vương ở làng chài, ông đã trồng đủ tiền mua gia trang của tôi rồi. Ông nói thật chứ? Dạ, dạ thật. Thôi được, lui đi. Dạ, kêu quan tôi về. Sang nha. Dạ. Ngươi hãy xuống làng chài tìm hiểu xem cái tên họ Dương gì đó làm gì mà giàu dữ vậy. Dạ. Lão Dương ơi, Lão Dương đâu rồi? Tao muốn gặp Lão Dương. Sao? À, Lão Dương có nhà không? Kêu ông ta ra đây gặp ta. Ông chủ ta đi vắng rồi, với lại cũng không có gì để gặp ngươi hết á. Nè, sao lại không có gì? Ta nhớ rồi. Ngươi là tới chỗ của ta đặt ta làm cái tấm gương đó. Ngươi có biết không, cái gương đó là cái gương tụ bảo đó. Tụ bảo là cái gì? Dạ giờ không biết nữa hả? Hôm nay ta vô tình đọc được trong sách của ông tổ ta. Ta nghi có cái gì mờ ám. Tại sao ngươi lại có cái hình vẽ của cái tấm gương đó mà tới đặt ta làm một cái tấm gương y như vậy? Từ lúc ta làm tấm gương cho chủ nhà ngươi, ta thấy chủ nhà ngươi giàu phất lên. Như vậy á, phải thưởng cho ta thêm mới đúng chứ. Đúng không? Nhà ngươi có chóng mặt không? Hả? Chóng mặt gì? Nè, ngươi đừng có tới đây mà ăn nói khùng điên cái gì nha. Ê, cái gì? Với lại nhà ngươi say rồi á, đi về đi. Nếu không á, đừng có trách ta không để tình nhau. Trách cái gì? Ngươi đừng có đứng đó mà chửi ta nữa nghe chưa? Ta làm giàu có lên, phất lên, giàu có phải thưởng cho ta chứ. Không về đó. Không về phải không? Đừng có trách ta không? Kêu ông ta ra đây. Lão Dương ơi, ra đây. Ông chủ ta không có nhà, ông chủ ta đi vắng rồi. Lão Dương! Đi về đi. Dương! Đi về! Lão Dương đâu? Một cái gương có phép màu. Từ lâu rồi, ta cũng nghe trong dân gian có cái giai thoại về một cái gương có phép màu mang tính tụ bảo. Không biết có thật hay không. À, hình như là trong sách có ghi chép lại. Quả nhiên là có một cái gương tụ bảo. Dạ, thưa đại nhân. Vậy còn tên thợ làm gương la lối ở nhà ông Dương thì sao? Chỉ cần người lôi cổ hắn về đây thì sẽ rõ. Dạ, tuân lệnh đại nhân. Dạ, bẩm đại nhân, đây là tên thợ gương ở tận thị trấn. Tiểu nhân phải cố gắng lắm mới tìm được hắn. Là ngươi đó à? Dạ. Ừ, bẩm quan, tiểu nhân có làm gì sai mà quan đòi tiểu nhân lên đây à? Hôm trước nhà ngươi gây rối ở nhà tên họ Dương là vì chuyện gì? Dạ, bữa đó tiểu nhân sai quá cho nên không biết mình sai chuyện gì ạ. Chứ không phải nhà ngươi tới đó để đòi công cán làm cái gương gì đó sao? Dạ bẩm quan, là đúng là như vậy ạ. Tại vì hắn ta kêu tiểu nhân làm một cái chiếc gương đúng kích cỡ như vậy và hứa là sẽ thưởng hậu hĩnh cho tiểu nhân. Rồi còn nói là làm ăn mà giàu có sẽ cho thêm. Nhưng mà rồi cái tên lão già đó keo kiệt lắm, hứa như vậy thôi chứ mà tiểu nhân lên đòi hoài không chịu trả. Mà quan biết không, nhà hắn ta càng ngày càng giàu. Tức quá cho nên tiểu nhân mới lên trên đó đòi. Khoan đã, nhà ngươi nói tới cái gương soi. Dạ. Mà phải bí mật à? Dạ. Thôi được, cho ngươi lui, nhưng nhớ giữ mồm giữ miệng đó nghe chưa? Dạ đội ơn quan.
đáng lẽ ra ta phải chiếm lấy chiếc rương này từ lâu rồi. Hai ông bà giàu bao nhiêu đó đủ rồi, giờ phải đến lượt ta chứ. Ông Dương đâu? Quan huyện có lệnh. Cái gì vậy? Bắt công Dương và đồng bọn lập tức xét nhà. Ai kháng cự giải về phủ giam. Cái gì vậy? Đưa hắn vô. Xét nhà. Dạ. Người nói đi. Chính là hắn. Hắn là người cung cấp binh khí cho chúng tôi. Sau khi tạo phản thành công, thủ lĩnh hứa sẽ cất nhắc hắn lên một chức quan to. Nè tên kia, ta với ngươi không hề quen biết, ăn nói cái gì vậy chứ hả? Ta đã nhận 1.000 lạng bạc do chính tay ông giao. Ông tự thú đi để được hưởng quan hồng. Ta với hắn không hề quen biết, tại sao ông lại tin lời tên Ba Dơi này chứ? Muốn biết có Ba Dơi không, lát nữa sẽ rõ. Cái gì kỳ vậy? Dạ bẩm quan đây ạ. Ông hãy trả lời cho tôi biết, tại sao có binh khí trong nhà của ông? Trời đất ơi, cái này là cái gì, ở đâu, ta đâu có biết. Dạ thưa quan, đây là binh khí của bọn phản nghịch, còn đây là cáo thị. Phản nghịch! Lục xét hết tất cả cho ta, không chừa một chó thỉnh nào hết. Dạ. Dậy đi. Trời đất ơi, ông cái à. Gì vậy? Cho tôi mà. Ông quan cho tôi quá. Ông à, trời ơi, lục xét có chuyện gì kỳ vậy trời? Dạ thưa đại nhân, vẫn không tìm được chiếc gương trong nhà hắn à. Các ngươi là đủ vô dụng. Dạ. Dạ bẩm quan, dạ. Dạ thưa quan ơi, dạ xin ngài tha mạng. Dạ ngài muốn cái gì, dạ tôi cũng xin nghe theo. Cái gương đâu? Dạ thưa ngài, dạ tôi đâu có biết cái gương nào, cái gương gì đâu. Dơ này còn giả ngơ, giả ngác hả? Đánh tiếp. Dạ, dạ bẩm quan cho tôi lắm. Dạ tôi biết rồi, dạ cái gương. Cái gương tụ bảo đang ở nhà ông đúng không? Dạ đúng, dạ nhưng mà thưa ngài, dạ thưa bà. Nhưng cái gì mà nhưng? Nhà ngươi có giao chiếc rương ra không? Nếu không á thì trẻ tiểu tôi chết đó. Dạ không phải. Dạ mấy bữa trước, dạ thằng gia nhân, dạ nó ăn cắp mất cái gương rồi. Tôi đang cho đi kiếm mà chưa được. Dạ đùng cái rồi mấy ngày, dạ bắt gia họa vô đơn chí, dạ quan cho tôi. Nhà ngươi tưởng ta là con nít hay sao? Ngươi đâu? Giam hắn vào ngục tất, chờ ngày đưa linh tinh chịu tội. Dạ, đem đi. Dạ quan cho tôi qua ngày ơi, quan cho tôi qua ngày ơi, quan cho tôi qua. Dạ bẩm quan, bây giờ mình phải làm sao ạ? Ngươi hãy xuống làng chài, phong tỏa các lối ra vào, bắt cho được tên gia nhân nhà họ Dương, chắc chắn hắn đang giữ chiếc gương tủ bảo. Đi mau. Dạ tuân lệnh. Ông ơi, tôi nghe ngoài chợ họ đồn rùm chuyện ông Dương á bị quan huyện bắt lên vì cái tội tạo phản, rồi còn chứa chấp binh khí ở trong nhà nữa, cáo thị mạo phạm hoàng thượng nữa chứ. Nghe đâu á quan huyện còn truy lùng kiếm cái chiếc gương gì ở trong nhà ông Dương á, mà nghe nói chiếc gương đó làm cho ổng bị đại họa vậy. Ôi cha, chuyện có thiệt vậy hả bà? Ừ. Nè, ở trong nhà mình cũng có chiếc gương đó nghe. Nếu mà có quan quân của triều đình tới đây mà muốn lấy là lấy đưa liền nghe, chứ đừng có để vô tai họa vô trong nhà nữa. Cái gương của ông cũ xì ai thèm. Đó đó, không nhờ ông đạo sĩ hôm bữa đó, ông giải cái lời nguyền độc địa gì cho tôi hả, là tới giờ là tai bay họa gió nhà mình rồi. Ui, cái ông đạo sĩ của bà vậy mà bà cũng tin nữa. Được rồi, để tôi coi cái gương của mình coi.
Ê bà ơi, bà ơi. Bà. Cái gương này nó đâu có giống như cái gương mà tôi kéo lưới tôi lụm được đâu. Cái gương của tôi á là nó có khắc bốn cái chữ nhỏ nhỏ đây nè. Cái gương này đâu có đâu. Rào. Vậy là cái lão đạo sĩ gì của bà đó, nó tráo cái gương, đổi cái gương rồi. Ông tráo để làm chi? Với lại ông có biết cái gương có giá trị gì đâu tráo. Tôi nghi cái chuyện này là do lão Dương làm ra. Thôi tôi nhớ rồi ông ơi. Cái hồi cái ông đạo sĩ chưa tới đây để tráo cái gương á, nhà mình cứ của cải ở đâu mà nó dồn dập tới. Rồi từ khi mà bị tráo cái gương đi rồi, nhà mình lại nghèo trở lại y như cũ. Chẳng lẽ tại cái gương sao? Tôi nghi cái chuyện này là lão Dương rồi. Bởi vì lão là một cái tay mua bán đồ cổ, nghĩa là lão luyện. Có khi giả biết được cái gương của mình nó có giá trị gì đó, cho nên giả mới tìm cách giả tráo đổ vậy. Đó, bây giờ mới gặp cái quan nghiệt như vậy là đúng rồi. Bởi vậy, tham thì thâm mà, tính toán cho dữ vô, rồi cuối cùng tán gia bại sản, chưa biết sống chết ra làm sao nữa. Thôi, tôi không bàn chuyện này với ông nữa. Hôm nay ông có đi đánh cá không? Chứ tôi là đi đào khoai à. Thì bà cứ đi đào khoai đi, tôi cũng đi đánh cá bây giờ. Thì đây có cá rồi. Cá này là trưa nay là nấu cơm ăn, là vợ nó khen liền anh nghe. Cái gương sao lại là cái gương? Không lẽ là nó nữa? Sao lại lọt trong lưới của mình? Thôi con cảm ơn. Con không dám nhận cái gương này đâu. Tự nhiên tiền ở đâu nó vô. Không biết phước thì không thấy, mà chỉ thấy cái quả không à. Thôi để tụi con ráng làm cho nó có tiền vậy mà nó chắc hơn. Thôi con thành gương à. Thôi con cảm ơn ông. Con xin trả ông về cho biển cả nghe. Ông về với biển cả.